anh đóng cái cam cho đỡ lạnh. Rồi bây giờ anh tạo dự án mới nhá. À, chưa xem hình này. Thì anh hướng dẫn qua một chút nữa với Thành nhá. Không chờ anh một chút nhá, để anh hướng dẫn chút nữa về về database. Thành vẫn vẫn hơi yếu này. Đấy cho ví dụ như anh tạo một cái database mới đúng không? Anh tạo đây là ví dụ như là test chẳng hạn. Test DB chẳng hạn nhá. Thì anh ấn nó vào apply này. Đấy là một tạo database mới nhá. Finish nhá. Bây giờ ví dụ như anh muốn xóa nó đi, anh vừa tạo rồi anh muốn xóa nó đi. Thì em biết cách xóa chưa? Em chưa chắc Chưa biết đúng quên không? cho anh ngọt. Chưa, anh đã nói đâu. Thì anh tìm lại cái data đây, đây nha. Ví dụ anh muốn xóa cái này đi, đi đúng không? Anh vừa tạo ra đúng không? Còn Thì đúng em rồi, có thể đúng rồi search á, anh. em search á, em ấn cấn mà không search này để em tìm này, tìm những cái dự án mà em tạo rồi này. Thì em có thể tìm ở đây. Đấy, ví dụ như anh tìm theo cái test DB anh vừa tạo ra đúng không? Anh tìm thì nó sẽ ra cái dự án anh vừa tạo ra. Đúng không? Thường thì mình sẽ phải refresh, ấn refresh để nó ra. Đấy. Thì muốn xóa thì phải chuột thẳng một cái database muốn xóa thôi, ấn vào drop, drop schema. Drop schema, xong rồi ấn chọn drop now. Đấy thì nó sẽ xóa thôi. Hoặc là em xóa một cái table nào đấy ở trong này cũng được. Em cũng phải chuột như thế, drop table. Thì nó sẽ xóa riêng cái table ấy đi, hiểu chưa? Đấy là xóa nhá. Đấy, anh tạo lại này. Ví dụ anh tạo lại cái test DB này. Cái mục đích của mình test cái mình ở trên cái MySQL này anh, là để mình xem trước xong rồi mình mới code luôn anh. Xem trước cái gì em? À, là cái mục đích của mình Cái DB này là mình để lưu trữ dữ liệu của mình, thì mình phải tạo ra DB thì mình mới kết nối được với cả cái DB của code này chứ. Kết nối với cả Java thì mình phải tạo một cái DB trước. Tạo một cái Còn giống như kiểu là như vừa mình nãy em tạo tạo cái đường đấy. link. Vừa nãy em tạo ấy là tạo DB trước còn gì nữa. Thì phải tạo DB vào config như thế này thì nó mới nhận chứ. Config vào đường link như này thì nó mới nhận DB chứ. Nghĩa là mình phải tạo cái DB, cái tên của nó là cái tên, chính là cái tên ví dụ như Queen chia QZ Đúng 90 rồi, đúng không ạ? em phải tạo Dạ DB giống hệt cái đường link xuất đằng sau này. Hai cái tên vâng. này nó Giống trùng như cái tên nhau. như Hai cái tên thì này là nó nó trùng mới nhận. nhau. Thì nó mới map cái code của mình. Thì code nó sẽ tự động tạo ra những câu query tạo bảng. Bình thường như những dự án cũ, anh ví dụ như là quay lại cái test DB anh vừa tạo nhá. Những dự án cũ thì mình muốn thao tác thì mình sẽ phải kích đúp vào này. Kích đúp cho nó bôi đen như này này. Mình sẽ bật query lên. Bật query ví dụ ấn SQL này nhá. Ví dụ là anh phải bật query lên, anh tạo bảng bằng lệnh. Dự án cũ sẽ phải tạo bảng lệnh như này, ví dụ như create table user chẳng hạn. S. Sẽ phải tạo bằng lệnh như thế này. Nhưng mà Flinkboot nó là một framework hỗ trợ. Nó sẽ tự động chạy những cái lệnh ngầm như thế này. Ví dụ id int auto increment, tức là tự tăng nhá, tương đương với tự tăng này. Nó là khóa chính như là primary key. Primary key này là khóa chính này. Đấy, nó là khóa chính này. Ví dụ trong này nó có một cái trường gì là username chẳng hạn. Username kiểu là string chẳng hạn, thì ở dưới SQL nó là khóa tra. Ví dụ là đặt ký tự độ dài của nó tối đa là 255 chẳng hạn. Đây thì phải ví dụ nó có thêm trường password nữa chẳng hạn. Đấy là những cái câu query, ví dụ như bây giờ anh ấn create này. Anh muốn tạo lệnh thì em phải bôi đen cả chỗ này. Bôi đen toàn bộ cái code này. Xong rồi anh ấn vào cái set này nó mới chạy là. Đấy thì nếu mà code nó mà không sai thì nó sẽ ra cái tích xanh này. Còn nếu mà code sai nó sẽ ra một cái dòng đỏ, tức là nó báo sai lỗi ở đâu đấy. Đấy thì anh sẽ refresh lại database. Đấy thì nó sẽ tạo ra table như kiểu là code nó tự động tạo ra đấy. Nhưng nó tạo ra một bảng như xưa như này. Đấy, bình thường những dự án cũ là mình sẽ phải tạo bằng code như thế này. Đấy, bây giờ ví dụ như anh tạo một cái quan hệ nhiều nhiều em muốn tạo ra quan hệ nhiều nhiều ở trên này thì nó sẽ phải tạo ra một cái hai cái bảng, nó tạo một bảng trung gian và tạo ra hai cái khóa ngoại. Ví dụ anh tạo một cái phân quyền bảng role là bảng phân quyền chẳng hạn. Table role. Tạo ra bảng role để phân quyền chẳng hạn. Trong role nó cũng có ID là khóa chính. Int
auto increment primary key. Nó là khóa chính của thằng role nhá. Role là chỉ có trường lên thôi, ba cha 255 chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế thì anh sẽ clip thằng bảng role. Clip bảng role này thì anh sẽ chỉ bôi đen cái lệnh liên quan bảng role thôi. Nó chạy. Đấy thì nó reset lại này, nó tạo được một bảng bảng role nữa đúng không? Đây thì nếu mà quan hệ nhiều nhiều, trong trường hợp quan hệ nhiều nhiều mà mình tạo bằng code ở dưới này thì sẽ phải tạo một bảng trung gian. Bảng trung gian như là như này, grid table. Ví dụ nó là bảng trung gian có tên là user role. Thì bảng trung gian sẽ phải đặt như này. Và trong này nó sẽ bảng này cũng có thể là có khóa chính của nó, riêng nó thì cũng là ID như là T và primary key. Khóa chính. Một auto increment nó cũng có thể là tự tăng cho riêng nó này. Ngoài ra nó có hai, sẽ có hai cái khóa ngoại. Nó có tên là gì thì sẽ đặt tên nó là ví dụ là user ID chẳng hạn. Int not null, tức là cái này không được để trống này. Có kiểu là int và role ID int not null chẳng hạn. Đấy. Cái phần chữ xanh xanh ấy, in not null với lại in cái này là cái kiểu dữ liệu của nó, cái kiểu kiểu code có sẵn của thằng MySQL. Còn cái này mới là tên biến của mình này, cái này mới là biến này, cái này mới là cái biến của mình thiết ra này. Còn cái này là những cái có sẵn. À nó lại ngược đời chứ anh nhỉ? Đúng rồi, nó ngược với cả thằng Java. Đấy, thằng Java thì nó đặt biến là đặt kiểu dữ liệu trước, còn biến đằng sau. Ví dụ sang Angular cũng thế, Angular nó sẽ ngược với Java đấy. Khai báo ngược với Java đấy. Thì, thì trong này nó sẽ là khóa ngoại đúng không? For ingl-k. Trong này nó sẽ có một cái khóa ngoại user ID different đến bảng user. Và trong này có bảng user sẽ truyền ID vào. Nếu mà bình thường viết thì nó sẽ phải viết như này. Ok, role ID đi. Role ID. Đấy, đây là một cái bảng phụ này. Thì mình chỉ bôi đen đến cái bảng phụ đấy thôi này. Đấy, anh chạy. Đấy, thì nó sẽ tạo ra cái bảng trung gian. Đây chính là quan hệ nhiều nhiều này. Quan hệ nhiều nhiều tổng hợp nó sẽ có 3 bảng. Trong đó cái bảng user role là bảng quan hệ chung của hai cái bảng còn lại. Đây mở ra thì nó có ID của riêng nó nhé, và có hai cái khóa ngoại chính là hai khóa chính của hai cái bảng còn lại. Đây mở ra thì nó có khóa ngoại, nó hiện thị dưới đây này. Đây foreign key này, đây hai khóa ngoại này. Đấy đấy, thì đây là mô tả bằng SQL là quan hệ nhiều nhiều. Đấy em sẽ phải đọc thêm về SQL quan hệ một nhiều, quan hệ nhiều nhiều như nào, em sẽ phải Google em search em đọc nhá. Đây xong rồi anh vẽ cái mối cái sơ đồ quan hệ của nó ra nhá. Vẽ sơ đồ bằng cách này, vào data này. Vào revert engineer này. Đấy, xong rồi vào lake này. Vào lake tiếp này. Đấy thì mình muốn vẽ cái quan hệ của bảng nào ấy thì mình chọn đúng cái bảng đấy, mình tìm lại cái bảng vừa lấy, bảng của anh là bảng tên là testdb đúng không? Đây là testdb thì chỉ đúng là testdb đúng không? Vào lake. Vào lake. Vào sq. Lấy tiếp finish này. Đấy bây giờ mình sẽ xem này quan hệ nó như thế nào. À đấy, đây là quan hệ nhiều nhiều. Đây là role, là bảng trung gian này, ở giữa này nó có hai cái quan hệ đến hai bên này, cho hai cái bảng này. Thấy chưa? Đấy là quan hệ nhiều nhiều này. Đấy. Thì bây giờ ở trên cái code của mình ấy, mình muốn tạo một cái form đăng nhập ấy ở trên Java Spring Boot ấy, thì mình cũng sẽ phải tạo ra một cái quan hệ nhiều nhiều giữa để phân quyền user và role. Ví dụ anh muốn tạo một form đăng nhập ấy, đăng ký ấy, anh sẽ phải tạo ra một cái user role như này, thì hệt như này. Thì mình sẽ tạo bằng code ở trên Java chứ mình sẽ không tạo code bằng tay như thế này. Đấy, đây gọi là anh demo cho em hiểu là cái quan hệ nhiều nhiều trước ở những cái công nghệ cũ thì mình sẽ phải làm như này. Đấy thì với anh ơi, mình cái bộ như mình có một cái file SQL có sẵn á, thì bây giờ mình muốn import nó vô đây, mình làm cách nào vậy anh? Import á, ở đây nó có một cái phần import ở trong này em, nó có import file ấy. Anh nhớ ở trong này nó có một cái đoạn mà liên quan đến import ấy.
import có nghĩa là mình như nào ấy nhỉ? Là import file có sẵn mà thôi. Đây là ví dụ. À kia là ở đoạn này là có data export này, data import này. Nào? À dạ, ok. À, đấy rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tạo tạo bằng 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 hoàn toàn bằng Java nhá, chứ mình sẽ không tạo bằng tay như thế. Với Spring Boot thì tất cả nó làm bằng code được hết. Nó không như các dự án cũ mà tất cả nó sẽ phải tạo bằng code. Đấy. Thì nó có một cái allocation gọi là many to many. Nó dễ hiểu mà, nhiều thì nó là many to many thôi. Nào, bây giờ anh tạo một dự án mới nhá. File open này. Project nhập file project value project này, chọn Spring Boot này, chọn Rattle này, chọn bảng 8 này đấy, init Windows. Anh ơi, khi mà mình zip Windows ấy thì những cái bài trước của mình ấy thì nó lưu ở đâu anh nhỉ? Lưu đâu em phải nhớ chứ. Em lúc mà nó mở ra open ra, lúc mà file lưu project ấy là nó đã có một cái thư mục rồi. Bây giờ anh mở lại cho em xem nhé, là nó đã có đề một cái thư mục ở trong đấy rồi. Thì em ví dụ như file lưu project em phải biết là em muốn để ở thư mục nào thì em phải trỏ đến thư mục đấy. Đấy gọi là ở đây anh cứ file lưu project để cho nhanh thôi. Đây nha, lưu project này nó sẽ có một cái mặc định, link mặc định ở đây này, ổ d này của anh đang ăn đưa ở ổ d đúng không, zipter đúng không, demo đúng không. Đấy thì nó mặc định nó sẽ lưu ở đây. Còn em muốn anh chỉnh đẩy hết vào ổ đen mà. Đúng rồi, thì em muốn chỉnh ở chỗ nào thì em được dẫn đến thôi. Được dẫn đến chỗ nào? Lúc mình lấy lại bài mình cứ vào ổ đen, mình vào folder. Thì nó chính là cái folder không? Đấy. Em muốn vứt vào folder Java chẳng hạn thì em phải chọn đúng đến folder Java. Đúng không? Vâng. Rồi. Đúng chưa? Chọn folder Java xong em vẫn ok thôi. Thì cái tên cái name trên này thì em tạo là cái tên của cái dự án mà em mới tạo đây. Còn anh cứ tạo cái link mặc định như vậy thôi. Còn em phải tự chỉnh hướng dẫn cho em nhé, lưu project tự chỉnh hướng dẫn cho em nhé. Em phải tự chỉnh hướng dẫn cho em nhé. Anh nhá, em tạo một dự án mới nhá. Đấy, đây nó bản 11 nó không cho tạo 8 này. Đồ nhá. Đây. Rồi thì bây giờ anh lấy một cái thư viện. Lấy thư viện này. Lát nữa anh gửi cho em một em cái thư viện, file thư viện đầy đủ liên quan đến cả GWT với Security luôn. Đấy thì bọn em ví dụ muốn lên đây lấy thư viện chỉ trỏ vào Git của anh thôi, xem lấy thư viện. Bây giờ mình quen rồi thì cứ tìm ở trên Git cho nhanh. Em follow cái Git của anh ấy, tìm cho nhanh. Mình quen với cách build thư viện rồi, nó càng sau mình làm việc lâu rồi nó dễ mà. Đây, chọn là bui bắt đầu nha, cứ vào bui bắt đầu tìm thư viện thôi. Đây, copy hết chỗ thư viện này. Chọn mình ra này. Rồi, mình vào bui bắt đầu luôn. Vâng. Đấy, xong mình ném thư viện vào đây. Em đồng chí mình cần đâu. Rồi mình build ra đúng không? Ủa anh ơi, chứ bộ như mình mà muốn như kiểu là mình cô vào một rồi chắc có hơn ai á, chứ bộ như họ không dùng thư viện luôn, nhưng mà mình dùng thư viện vào version hơn họ thì nó có bị lỗi không anh? Hay là mình phải dùng thư viện của họ luôn? Nhiều khi nó không tương thích ấy, thì nó sẽ có thể bị lỗi, thì em sẽ phải chỉnh lại cái version này này. Đây là ví dụ nó có version 0.9.0 này, 5.4.3 này. Thì em sẽ phải hạ version xuống chẳng hạn. Nếu mà là trường hợp nó xảy ra không tương thích, nó báo lỗi thư viện thì mình sẽ phải hạ xuống. Dạ. Đấy. Cái này mình biết mình hạ xuống bao nhiêu để nó hợp lý được anh? Thì thường nếu mà thư viện lỗi thì nó sẽ không chạy, nó sẽ báo lỗi ngay. Spring Boot nó sẽ báo lỗi ngay. Báo lỗi ở đâu nó sẽ báo lỗi ngay mà. Thì khi mà chạy mình run nó sẽ báo lỗi ngay. Run không chạy nó sẽ báo lỗi ngay mà. Thì cái bản mà deploy lên Heroku ấy, thường là cái bản này là bản này là bản 2.4.0 này. Thường là thằng Heroku nó chưa tương thích được với bản mới. Đấy, mình vui lại.
anh hạ cái chỗ này xuống 240 là bởi vì anh sau anh còn deploy nữa, deploy lên server nữa. Vâng. Nếu mà để 205 thì nó vẫn chạy được thôi, nhưng mà deploy lên thì nó bị lỗi. Anh cái Angular anh thì mình phải học qua thằng HTML, CSS với thằng JavaScript đúng không anh? Nó là TypeScript, nó cao hơn thằng JavaScript ạ. Nó phát triển từ JavaScript lên. Còn thằng HTML với cả CSS thì nó cũng vẫn vậy thôi, như nhau cả mà. Nhưng mà thằng Angular Material thì nó có sẽ có những cái nó hỗ trợ hơn, nó như kiểu là Bootstrap ấy. Dạ. Nhưng mà thằng Material gần như là nó hỗ trợ hết rồi. Mình chỉ việc copy giao diện của nó về mà chạy thôi. Vâng. Đây thằng anh vào cái Angular Material này. Thằng Angular Material này Google nó đang phát triển. Cho nên là giao diện của nó xịn lắm. Vâng. Cái thằng này thằng Google phát triển này nó mạnh lắm. Đấy, tất cả những cái giao diện của nó sẽ có ở trên này hết, ví dụ như Copulent này. Mà Copulent này, bút tông của nó như nào này, bút tông này, đây là những phím bút tông này. Đấy, hay các của nó như nào này thì nó sẽ có hết tất cả code, mình chỉ việc ấn vào đây là sẽ có code của nó này. Ấn vào khung này này. Nó sẽ ra code. Đây code này nó chỉ xong mình chỉ cần copy vào cái HTML nó chạy thôi. Tuy nhiên là có một số cái thư viện thì mình sẽ phải copy vào thì nó mới nhận. Ví dụ như phân trang hả? Đấy, ví dụ phân trang của thằng này nó sẽ chỉ cần ấn vào đây nó ra code này. Đây, có mask validator, mình chỉ được đưa cái mask validator vào là nó sẽ có phân trang. Phân trang như thế này. Đấy. Nó có nhiều mẫu lắm. Nói chung là để phát triển một trang web ở trên này nó đầy đủ các loại mẫu liên quan đến web rồi. Mình không phải lấy ở đâu nữa. Mình chỉ việc gọi là ghép lối vào để thành một trang web hoàn chỉnh thôi. Đấy, thì giao diện nó dễ làm nhưng mà nó cũng đẹp. Giao diện của thằng này là giao diện là Google đang hỗ trợ mà nó đẹp đấy. Màu sắc của nó cũng dịu mát hơn. Thằng Facebook bản thân Facebook nó cũng đang phát triển bằng thằng Angular Material này mà. Anh có thiết tin không? Trong cái quá trình mình chạy thì chẳng may mà nó bị lỗi mà thì mình sửa thì nó cũng có khó khăn hơn so với lại mình ấy mà hay là tất nhiên là sửa fix bug thì phải là một quá trình có kinh nghiệm thì mình mới fix bug được, chứ không phải là đùng phát mình fix bug được. Bây giờ mình cứ làm theo mẫu nó chạy đã. Chứ còn tất nhiên là làm nó sẽ có bug, làm sao mà tránh được bug thì chủ yếu là chủ yếu anh em mình lập trình là phải đi fix bug thôi, chứ còn code chính ra là thời gian fix code rất là ít luôn. Chủ yếu thời gian còn lại là để fix bug thôi. Đấy là đúng rồi. Em bảo em đi làm sau này chắc chỉ 10% để viết code, còn 90% còn lại là ngồi fix bug, chứ còn làm gì mà ngồi mà viết code nhiều hay đâu. Chủ yếu là mình code thì rất là nhanh nhưng mà nó sẽ sinh ra bug là nhiều, chứ ngồi fix bug là nhiều, đi tìm Google search tài liệu để fix bug mới là nhiều, đúng không? Chứ còn ít khi mà code phát mà chạy luôn đó. Cốt chạy luôn thì mới là sợ, bởi vì lúc ấy mình cũng hoang mang, chả biết là mình là đúng ở đoạn nào, sai ở đoạn nào. Đấy mới hoang mang. Còn anh, cái hàng Angular mình có cần phải học kỹ nữa không anh? Hay là mình chỉ cần dùng nó để ghép API thôi? Có phải học chứ em? Nói chung là học dần dần, anh sẽ vừa ghép API vừa học. Phải học mới làm được chứ em không học sao làm được. Dạ. Nó sẽ có một số cái gọi là lệnh, một số cái mẹo để học. Chủ yếu là feedback bằng console.log thôi. Console.log chắc là Phong biết rồi đúng không? Dạ biết. Đấy, chủ yếu feedback bằng console.log thôi mà. Đặt console.log để feedback thôi. Có Thành mới làm quen thì sẽ phải dần dần. Thì hôm nay tí nữa ví dụ xong bài này anh sẽ lại quay lại học Angular luôn để cho không quên. Tí nữa anh sẽ hướng dẫn bọn em deploy lên cái thằng Netlify bằng Angular, dùng Angular Net deploy lên luôn. Deploy lên Heroku hả anh? Không, thằng Angular thì sẽ deploy lên chỗ khác. Deploy lên cái chỗ lên vai hôm trước nhỏ anh hướng dẫn em deploy một cái file HTML đấy thì sẽ deploy lên đấy, thì front end thì các lập trình viên thường ngay deploy lên đấy nó nhanh hơn.
Tất nhiên là vẫn deploy được heroku được, nhưng mà thằng heroku deploy nó phức tạp hơn. Heroku thường chỉ để cho deploy sâu cho backend thôi. Có gì muốn anh chỉ em deploy cái đó nha, tại vì em đang làm bài cho cô rồi, cô bắt phải deploy lên đó. Rồi, ok, thế thì ngày mai deploy backend luôn. Hôm nay deploy frontend, mai deploy backend. Dạ, em làm bằng file zip chứ không phải file html đâu. À, cô bắt deploy zip à? Dạ vâng, à, cô tại vì em đang học shipnet nữa mà. Em học trên trường là lập trình web và học shipnet. Thế để mai anh test xem nó có deploy lên, em tìm từ khóa nó vẫn deploy lên heroku được em. Dạ được, được, cô em nói là được nhưng mà phải phải tự tìm hiểu. Có deploy lên heroku được mà. Anh nhớ anh có deploy nên cứ được, nhưng mà subnet lâu em không dùng để deploy vì cái công nghệ cũ quá. Dạ tại vì cô kêu nhìn cô kêu nó nói để cô chấm điểm luôn, cô không cần đọc số. Rồi thế để mai anh cũng thử deploy cùng em xem. Rồi mình sau khi mình bui xong này, bắt đầu mình vào code đúng không, phải config cái protein đó ở main resource này. Cái con thích thì số quá. À, cái này là cho thử. Đấy thì lúc nào cũng phải tạo một cái database như thế này, giống hệt ở đấy đúng không? Nó form login. À, nó có rồi à? Trục tên đúng không anh? Ờ, trục tên đấy. Phê tên đi, không thành. Phê tên đúng không? Ừ. Rồi anh bắt đầu code nhá. Dạ. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái bảng role với bảng user. Tạo ra một cái key model đúng không? Thì anh hay code anh định kiểu luôn cho cái thằng name của thằng bảng role đấy. Anh định kiểu nó bằng cái ELU. ELU mà. Anh định kiểu nó luôn. Anh đặt nó là role lên. Đấy, kiểu luôn anh phân quyền luôn. Thì trong này anh hay đặt ba cái biến ở đây, ba cái hàng ở đây, user pm anh phân thành ba quyền ha, admin. Xong anh tạo ra một cái bảng role này. Đấy. Trên cái bảng role này anh bắt đầu lấy cái kiểu dữ liệu của thằng role name này anh nhét vào. Thì vẫn có entity đúng không? Đầu tiên sẽ là muốn tạo bảng dữ liệu thì bao giờ mình có vòng entity này. Tạo bảng dữ liệu này, a còn table để đặt lên này, anh đặt tên là lên là runner có s đúng không? Đấy, xong sẽ có một trường id là khóa chính này, a còn create value cho nó tự tăng này, auto này, long id này, đấy, bây giờ anh sẽ khai báo cái trường elum. Elum đây, Elum typo string đấy, đặt kiểu typo cho em thấy Elum vào thôi để anh xét cái trường role name này vào này, cho nó vào này. À, ví dụ như là có thể là anh sẽ đặt cho nó một cái id tự nhiên là lateral id, id tự nhiên nào ví dụ như là nó sẽ không bị thay đổi khi mà có tác động vào, nó không bị thay đổi. Ừ, anh cho độ dài của nó là column. Ví dụ column length là độ dài của nó là bằng 60 chẳng hạn, tối thiểu là tối đa là 60. Private. Bây giờ anh lấy kiểu nó là roller name đúng không? Đấy. Biến nó tên là name. Đấy. Thế thôi. Thì bảng role chỉ cần có một cái biến name như thế thôi. Thì bây giờ anh thêm phải có constructor.
và getter setter. Đấy, lúc nào ghi nhớ là đầy đủ constructor getter setter tầm module. Đấy. Rồi bây giờ là sẽ đến tầng một cái thằng lớp nữa là lớp user. User. Đấy. Thì thằng user này user này mình sẽ phải vẫn có là entity đã đúng không? Đấy, ngoài ra thì thường ấy, thì những cái bảng đăng nhập ấy nó sẽ có hai cái trường không được trùng lặp, thường cái trường đấy là trường Usulem với trường MI. Hai trường này thường là các bảng dữ liệu người ta tạo ra hai cái trường này không trùng lặp. Thì muốn tạo hai cái trường không trùng lặp ấy thì ở dưới SQL nó có một cái là Unique. Thì ở trên này thằng Java nó cũng có một cái gọi là Unique. Đấy. Nó là thằng Unique con trên này. Đấy, tạo để tạo ra hai cái trường không trùng lặp trong bảng này. Thì nó code nó sẽ như này. A cộng Unique con trên column lên bằng này. Đấy, ví dụ trường có tên là Usulem là không được trùng lặp này. Đấy, là trường thứ nhất đúng không? Trường thứ hai có thể là MI. Column lên bằng MI. Đấy. Thì hai cái cột không được trùng lặp nó sẽ tạo ra bảng dữ liệu là hai cột này không được tạo trùng lặp này. Thì sẽ được phải validate để không tạo dữ liệu trùng lặp. Đấy, ngoài ra nó cũng có ID đầu khóa chính thôi. Bắt đầu viết ID này. Đấy, ví dụ thành học từng cái một nhá thì em sẽ phải ghi nhớ từng cái annotation này. Nó có nghĩa là gì này? Hoặc em có thể search thêm tài liệu. Ví dụ như anh gửi cho em xong em sẽ phải search từng cái nhỏ này một này. Em sẽ phải search từng cái nhỏ này một này. Search trên Google. Search kèm theo từ string nữa thì nó sẽ ra nghĩa nó là gì. Có thể là ra tài liệu tiếng Anh thì em phải dịch ra tiếng Việt đọc xem nó nghĩa của nó là gì. Nó có tác dụng gì. Đấy. Thì em sẽ phải đọc từng cái nhỏ một. Đấy. Xong mình tổng hợp lại kiến thức rồi. Đấy. Có thể ở đây anh đặt không cần in auto, anh đặt indent cũng được. Thì ở đây nó có những cái annotation liên quan đến validate nhá, của cái thư viện này này. Cái thư viện liên quan đến hai cái thư viện liên quan đến validate của Hyperledger. Rồi này, đây là Hyperledger, đây và validation này, validation API này với cả validator này. Thì nó có hai cái thư viện này thì nó mới có những cái annotation validate như này này. Lot blank ví dụ như là validate nó không được để trống không cho tạo nhá. Thì nó có cái lot blank. Đấy, lot blank này. Hoặc là ví dụ như là A cộng sai. Cái này là liên quan đến hai cái thư viện đấy thì nó mới có những annotation này là để validate trực tiếp trên backend. Tất nhiên là trên frontend nó cũng có thể validate được. Nhưng mà có thể là hai thằng nó không tin nhau thì nó vẫn validate ở dưới backend này, nó tránh những trường hợp mà nó bị bắt lỗi. Thì ví dụ như là nó min. Cho nó min là độ dài tối thiểu là 3 đúng không? Max tối thiểu là 50 hả? Ví dụ như thế. Đấy là validate đấy. Thì nó sẽ private cái trường ở dưới đấy nó sẽ được validate như thế. Ví dụ là trường lên nó sẽ được validate nhận hai cái validate annotation ở trên. Đấy, ví dụ anh khai báo private string lên đây thì nó sẽ nhận hai cái annotation này là trường validate của nó. Rồi. Anh có thể ở đây nó có thể là mất của anh. Usulem nữa đúng không? Lên. Ngoài ra thì có thể là password MI password nữa đúng không? MI thì là not blank. MI thì nó có một MI thì nó có một cái validate là MI luôn. Thì mình chỉ cần sai mắc thôi. Bởi vì định dạng của thằng MI nó đã không cần phải min đâu. A cộng MI. Đấy, nó có thằng A cộng MI luôn này. Private string.
Thành nhớ là những cái allocation này là allocation validate nhé. Em sẽ phải phân loại ra những cái allocation nào. Allocation này liên quan đến tạo table này. Allocation này liên quan đến validate này. Đấy. Còn allocation này là thuộc về khóa chính ID này. Đấy, nó gọi là các allocation. Cái này nó vẫn đang bị gì. Rồi bây giờ đến MI rồi đúng không? Thì mình sẽ có một cái password. Password thì mình sẽ phải ở Spring Boot này mình chủ yếu mình sẽ phải học rất nhiều cái allocation. Ví dụ như là có một cái allocation là JSON ignore này. Là cái allocation mà nó sẽ không truyền cái thuộc tính này ra ngoài. Tức là những cái trường password này là mình sẽ không truyền ra ngoài, mình bảo mật. Thì nó sẽ thường là sẽ đặt cái allocation là JSON ignore. Đấy. Là có nghĩa là lúc mà mình get từ thằng bot này là mình không thấy nó hơn đúng không ạ? Đúng rồi, sẽ không thấy nó truyền ra ngoài nữa. Đấy. Dạ. Còn một sai. Anh cho min nó là 6 đi. Max là 100. Cái độ min max đấy là mình đang chỉnh cái độ sao? Cái min này là ví dụ như là em nhập tối thiểu nó phải là 6 ký tự thì nó mới cho tạo. Và max chỉ là 100 thôi. Hiểu không? Đấy chính người ta gọi là cái thuật ngữ validate. Thuật ngữ đấy người ta gọi là validate. Ok. À, vừa lấy nó đang chạy build nên nó bị màu trắng. Bây giờ nó mới build xong này. Bây giờ private chỉnh password đó. Đây rồi. Rồi thường thì nó sẽ có một cái trường user thì bao giờ nó có một cái avatar. Mình cứ biết đầy đủ ạ. Lốp là cái độ dài. Tức là cái trường này có thể là dữ liệu nó rất là dài. Bởi vì avatar mình có thể là mình update, mình lấy từ một cái cloud xuống nên nó có thể là ký tự nó rất dài. Đấy phải hiểu là từng cái allocation nó có nghĩa là gì. Cái thằng lớp đó là nếu mà trên chủ dữ liệu trên máy của em nó chính là test luôn anh. Hình như là vậy. Được không? Bây giờ nhá, bây giờ cái quan trọng nhất là cái allocation này là phải hiểu này, cái allocation many to many này, cách để nó tạo quan hệ nhiều này, con này, many to many, đây là nó có many to one đúng không, là quan hệ một nhiều đúng không, nhiều một đúng không, many to many này, đấy. Ngoài ra nó còn có one to many nữa, one to many rất là một nhiều thôi, đấy, one to many này, đấy. Thì bây giờ mình sẽ là tạo many to many là quan hệ nhiều này. Đấy, và nó sẽ có một cái phép lazy hoặc là phép azure. Lazy thường như kiểu nó là cái dạng lười biếng mà nó sẽ không truyền cái object ra ngoài ấy. Nhưng mà thường mình sẽ đặt là azure. Đấy. Xong bây giờ mình sẽ phải join một cái table trung gian đúng không? Đấy thì nó sẽ có một đoạn là a cùng là join table. Để nó tạo ra một cái table trung gian này. Join vào một cái table trung gian. Đấy, giống như cái quan hệ vừa nãy mình vẽ trên SQL đó. Cho table trung gian thì sẽ phải đặt tên của cái table trung gian này là gì. Label của cái table trung gian thì mình đặt user role. Đấy, thì là label của table trung gian này. Đấy, xong mình sẽ join cái trường hai cái trường khóa ngoại vào. Thì nó sẽ có join column. Đấy, bằng A cộng join column. Rồi xong mình đặt lên cho cái hai cái trường có ngoại trong đấy là gì, lên là ví dụ như là user id chẳng hạn. Đấy, như vừa nãy anh đặt là user id và role id đúng không. Đấy, và đằng sau nó sẽ là inverse join cũng là a cộng join column. Đấy, mình có thể viết xuống dòng cho gọn, anh mở rộng này ra mình lấy đi join column này. Xong sẽ có cái lên là role id. Đấy, thì quan hệ nhiều bao giờ ở trong nó cũng bắt dependency của hai lớp. Thì trong này nó sẽ làm một cái set, anh đặt set là ở đây là đặt, nó cũng là một dạng mảng đó nhá Thành nhá, nhưng mà nó là kiểu là không trùng lặp ấy thì người ta sẽ dùng set.
Đấy, thì mỗi kiểu nó có một kiểu khác, là một chức năng khác nhau. Mình phải hiểu là dùng cái nào. Có chỗ thì dùng list, có chỗ người ta dùng set, có chỗ người ta dùng map. Đấy, mình phải đi tìm hiểu từng loại của thằng Java, tìm hiểu về collection trong Java đấy. Lưu hashed. Rồi. Lưu hashed là tạo khởi tạo ra một cái mới thôi, một cái mảng mới. À, bây giờ cái getter setter thôi. Rồi đấy là mình tạo xong rồi đấy. Bây giờ anh sẽ chạy code nhé. Tạo xong tầng module rồi. Bây giờ mình chạy code. Cái bảng mình đang đặt là gì nhỉ? PT thôi. Form login PT. Đây, ở đây nó thấy nó chạy query rồi đúng không? Đấy, ví dụ như là mình query bằng tay bằng bằng SQL thì sẽ phải vẽ viết lại những cái lệnh này. Thì thằng Spring Boot tự động nó chạy hết những cái lệnh này cho mình. Đây, đây là nó create table user role này đấy, cũng như kiểu mình viết query ở dưới SQL thôi. Create table role này. Head begin not null này, lên vacha này, primary key này. Đó. Chẳng qua là nó tự động nó chạy những câu query như vậy thôi. Rồi mình sẽ xem là cái bảng form login PT đúng không? Có dữ liệu chưa? À, có bảng chưa? Form login PT đây đúng không? Mở table ra. Đấy đúng không? Có bảng role này, có user role này. Có bảng trung gian này, user role này. Trong này có gì? Đấy có user ID và role ID đúng không? Cái bảng role có dữ liệu rồi đúng không? Đấy, thì thường là anh sẽ fix dữ liệu luôn vào đây này. Ví dụ là một là user, hai là PM và admin. Bởi vì anh tạo hàng ở trên cái bảng role ấy. Anh tạo hàng ở trên bảng role lên. Đây. Này. Thì anh tạo hệt đấy là user, PM và admin luôn. Đối với mình sẽ phải đi triển khai những cái tầng service để mà mình ấy đúng không? Để mình tạo dữ liệu đúng không? Rồi mình sẽ triển khai tầng service. Anh nói cho em hỏi xíu nha anh. Ơi. Cái thằng user á, hồi nãy anh làm money to money đúng không? Thì cái thằng role đó nó, tại vì em coi trên mạng á là nó phải hack money to money hai cái đối tượng là đối tượng role là đối tượng user đúng không? Tại vì em thấy money to money có một đối tượng user à. Ờ, chỉ cần một thôi, không cần phải hai phía đâu, một phía là được rồi em ạ. Dạ, dạ. Hai phía nó thường hay xảy ra xung đột đó, hay xảy ra xung đột và hay bị lỗi đó. Em chỉ cần biết một phía đâu. Dạ, dạ vâng, tại vì em coi trên mạng là nó tới hai phía luôn. Không cần phải hai phía đâu, một phía đâu. Hai phía rất hay xảy ra xung đột nha. Xung đột nó hay bị kiểu bị tuần tự ngược ấy. Tại vì nó hay lấy hai cái list dependency vào nhau mà. Nó hay bị tuần tự liên tục ấy, tuần tự ngược ấy. Lúc đấy em sẽ phải khử tuần tự ở một lớp nào đấy đi. Mà làm thế nó phức tạp hóa code ra. Chỉ làm lúc này là nó có thể tạo ra một cái form đăng ký được rồi. Không phải vào phát quyền bình thường, vẫn phát quyền bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra một tầng service đúng không? À tầng repository trước. Rồi lại một tầng repository trước. Rồi mình tầng rồi mình tiêm tầng repo xuống service. Rồi repo story. Rồi mình sẽ tạo một cái role. Đó là interface. Roller repo story. Đấy. Thì mình cho extend lại cái lớp GPA repository. Đấy, cho extend lại là để tận dụng những cái hàm mà nó viết query sẵn thôi. Ví dụ như mình gọi hàm save, nó sẽ tự động gọi insert into vào cái bảng dữ liệu của mình.
Thì Thành ngày mai làm cho anh cái bài tập MySQL đi nhá, xong có gì anh sẽ hướng dẫn làm. Anh ơi, giả sử như là ở trong đấy anh nó không có hỗ trợ cho mình mấy con query khó là mình phải tự viết trên đây luôn đúng không anh? Đúng rồi, thì khi đó em sẽ phải dùng cái A-Query này. Đấy, dạ ở vâng. Trong này nó sẽ có những câu query trong này, select nghe là gì đấy em sẽ phải viết ở trên này. Đấy. Dạ vâng, rồi. Đấy. Thì nó cũng vẫn query bình thường mà, ví dụ là ở đây thay vì hàng có sẵn thì em vẫn viết query được bình thường. Dạ. Thì những cái hàng có sẵn thì em có thể đổi thành câu query được mà, nó vẫn là thực ra thì nó chỉ là có sẵn, nó viết sẵn cho mình nhiều thứ để cho mình tận dụng lại thôi, cho nhanh thôi, chứ còn nhiều cái phức tạp thì mình vẫn phải query mà. Vậy là transaction nó nằm ở trong module đúng không anh? Đúng rồi, thì em chỉ việc viết câu query thôi, nó sẽ tự động nó gợi ý ra bảng viết chấm biến như nào, nó gợi ý hết. Dạ vâng, nó chấm trực tiếp bảng dữ liệu MySQL ở đây lên đây luôn. Dạ. Đấy thì cái Spring Boot nó lợi hại như thế, nó khác hẳn so với cả thằng Substack mình cứ phải mò mẫm viết query đúng không? Cái thằng này nó sẽ đấy thì cái thằng này nó tự minh hơn nhiều. Thằng này ví dụ nó chấm bảng chỗ nào mình cũng biết nó lỗi ở đâu đúng không? Mà thằng Substack là mình cứ phải mò query rồi mình viết, chưa biết là khi nào nó đúng thì thôi đúng không? Bởi sao thằng Spring Boot bây giờ nó được áp dụng nhiều, Spring Boot giờ đa số bây giờ làm Spring Boot hết rồi. Mà em thấy là bây giờ nó tuyển Java toàn tuyển Spring Boot đấy đúng không? Spring Boot mới Angular là tuyển nhiều mà. Rồi trên này anh sẽ viết một cái tìm theo role name. Anh sẽ viết lại optional. Nhét vào một cái optional. Optional dưới này. Rồi. Đấy, ở đây nó có cái hàm có sẵn này, ví dụ như là file by name. Đấy, ví dụ viết nó gợi ý luôn này, file by name. Đấy, thì có nghĩa là cái câu query nó tương đương với là tìm theo thằng role name. Tìm theo thằng name của thằng role. Đấy, mình chỉ việc truyền vào như này thôi. Đấy là hàng có sẵn rồi đấy. Đấy. Được, Spring Boot nó lợi hại cái đoạn vận dụng được rất nhiều thứ. Ở đây ví dụ là bây giờ anh sẽ tạo ra một cái user nữa. Role chỉ cần thế thôi. User repository. Đấy đúng không? Vừa nãy là anh tạo ra hai cái chấm unique là username và email không được trùng lặp, thì ở trên này anh sẽ phải có hai cái hàm mà gọi từ đây ra để check cái trường hợp đấy. Đấy thì ví dụ anh sẽ phải optional này đầu tiên là anh user s user đồ mình đâu user. Đây là anh đang chuyển vào cái model đúng không anh? Đúng rồi. Và sau cái user mình nó không nhắc ở đây. Optional sai. Java entity user. Thấy rồi. Java Ulti Optional đúng không? À, anh chưa lên mình mà đúng không? À đúng rồi, anh chưa extend, tỏ là nó không được. Đấy. Anh chưa cho cái lớp user, chuyển user ở đây, nào nó không lấy được qua Optional cả. Sao nó không nhắc được lệnh của thằng user vào đây nhỉ? À, khả năng anh đặt trùng mới cái lớp nào có sẵn rồi. Anh đổi tên này. Photo. Đi lên. Đặt user. Hình như có một cái lớp user có sẵn của thằng Spring như sao. Đấy, bây giờ mình thấy nhắc lại user lên này. Có lẽ tìm mãi không thấy đâu. Đấy, bây giờ mới được này. Rồi bây giờ ví dụ như cái có một cái file by name. File by user name. Thì cái hàm này anh viết để cho mục đích vì sau mình làm cái lốc gì thôi. Cái hàm này có tác dụng là
tìm tìm kiếm là user có tồn tại trong DB không. Hàng này tạm thời là đến đoạn login mình mới sử dụng đến hàng này. Còn bây giờ mình create thì mình chỉ dùng hai cái hàm này thôi này, create boolean accepted by user len, trình user len. Đấy, cái hàm này chính là cái hàm mà user len mà đã tồn tại rồi thì không có tạo này, tồn tại trong DB rồi ấy, không cho tạo này. Hàm thứ hai là hàm accepted by MI, string MI, nó MI tồn tại không tồn tại. Đấy, format code lại nhé, Ctrl+R. Rồi mình sau đó mình sẽ tạo service đúng không? Bao giờ cũng tạo repo trước, sau đó mình tạo đến lớp service, package service, tạo một cái package service này. Ở trên service mình bắt đầu viết hai cái interface, interface role service. Role service này thì mình chỉ cần viết một cái, mình copy cái hàm trên repo xuống. Rồi anh tạo ra một cái package mpn đi để cho nó đỡ trùng lặp. Và anh tạo này một cái role service để anh triển khai cái interface ra, role service mpn. Đấy, anh cho implement lại cái thằng hai role service. Đấy, implement thì lại phải triển khai nó ra đúng không, hand enter triển khai nó ra này. Thì bao giờ mình cũng phải tiêm thằng repository xuống để sử dụng những hàm có sẵn của nó này. Iron service, Iron repo, mình tiêm xuống này. Đấy, vừa nãy anh còn chưa đánh dấu nhé, quên đánh dấu này. Đánh dấu những cái tầng repo mình sẽ phải đánh dấu là a còng repo đúng không? Không được quên. Đấy, đó là a còng repo. Còn tầng service thì mình sẽ đánh dấu là a còng service, a còng service. Đấy, lần này mình sẽ gọi hàm có sẵn thôi. Đấy, Iron repository chấm file by name truyền vào lên. Rồi tiếp theo là service, user service. Hai user service. Thì ai user service này thì có ngoài cái ba cái hàm trên này, ngoài ba cái hàm trên này mình sẽ viết thêm cái hàm save nữa. Đây, ngoài ba cái trên này copy xuống. Thì mình sẽ viết thêm một cái sếp nữa, user sếp, user sếp. Rồi, tạm thời mình viết thế thôi. Bây giờ mình sẽ viết thêm một cái, tất nhiên là sau này có những cái thêm cái hàm nào thì mình sẽ phải triển khai thêm. Ví dụ lấy ra quét user thì hàng này là sửa hồ sơ gì đấy, mình sẽ phải viết thêm. Ta viết thế đã. Bây giờ mình sẽ viết thêm một cái class nữa là user service để triển khai đúng không? Mpn. Rồi cho nó implement lại cái thằng i user service. Mpn triển khai ra đúng không? Rồi đánh dấu nó là service. Tiêm repository xuống. I user repo. User repo chấm file by user name, chỉ mà user name mới đúng, chuyển đến nó cũng không sao đâu, nhìn hơi sai của pháp. Chỗ này là user repo chấm exit by user name này. User repo chấm exit by mi. Còn sếp thì mình sẽ là user repo chấm sếp
Rồi. Bây giờ mình sẽ phải tạo ra một tầng controller để mà create đúng không? Tạo ra một packet controller. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo ra với thằng với string ấy, thì thường nó là cái liên quan đến auto thì hay đặt nó là AUTH controller chứ không không đặt là UC controller. Cái phần nào mà login ấy, đăng ký đăng nhập thì họ hay đặt là AUTH controller bởi vì nó liên quan đến auto của thằng security nữa nên hay đặt là như này. Đấy thì đoạn này mình sẽ có là gì? Request mapping đúng không? Anh không đặt là gì cả. Yes, controller. Đấy, chống quá. Bây giờ mình phải tiêm những cái tầng service lên đúng không? Gọi những tầng service lên. Auto by user service, user service. Ngoài ra mình vẫn phải gọi cả tầng role nữa bởi vì nó liên quan đến thằng role, quan hệ nhiều hai bảng mà liên quan cả thằng role nữa. Role service. Rồi bây giờ mình create nhá. Mình create thì phải viết a công gì nhỉ? Create để viết a công gì thành thành không nhớ bot à? Đúng rồi, a công phải a công bot mapping. Bot mapping đúng không? Đặt mà sai app đi đúng không? Đấy thì đặt trực tiếp với API ở dưới này cũng được. Popping thì đặt dưới về sai app này. Biết rồi, public response entity creator đó. À, anh thiếu thiếu một cái lớp DTO. Để mình phân nhỏ cái thằng thằng module ấy ra bởi vì em cũng định hỏi luôn. Bởi vì nếu mà mình gửi cái user lên ấy thì nó rất là nhiều trường. Bây giờ mình phân tách nhỏ nó ra. Dạ. Thì mình chỉ cần dùng một số trường thôi, mình không cần phải dùng hết đâu. Đấy thì mình dùng DTO hơn. Đấy thì mình lên tạo ra một cái package. Package DTO. Đấy, mình phân, cái đoạn này là anh phân nhỏ cái trường dữ liệu ra nhá Thành nhá. Nó một cách gọi là DTO. DTO nó cũng là getter setter rồi nhưng mà nó sẽ không cần phải gửi hết toàn bộ object của cái thằng user này lên. Thằng user này nó có rất là nhiều trường, có những trường thừa mình không cần phải tạo ngay, ví dụ như avatar thì mình không cần. Đấy, thì mình sẽ bỏ đi. Thì mình sẽ dùng đến DTO. Vâng. Ví dụ anh tạo ra một packet đấy là request chẳng hạn. Thì trong request anh tạo ra một cái lớp đây là sign up form. Đấy, bản chất nó vẫn là lấy các trường của thằng user lên thôi nhưng mà nó sẽ lược bớt đi để không cần phải truyền ra. Tí nữa mình sẽ lấy thẳng cái thằng ấy luôn chứ không cần lấy qua user. Tí nữa là này. Mình sẽ truyền thẳng cái sign up form này vào này chứ mình không truyền qua thằng user kia. Vâng. Chứ mình không truyền thằng user kia lên mà mình truyền thẳng thằng này nó sẽ lấy từ thằng user xong đó là mình sẽ truyền vào thằng này. Tức là nó chỉ cần những cái tên trường giống nhau thôi. Vâng. Bản chất thì mình vẫn dùng là user service mình xét không. Nhưng mà tên trường dữ liệu thì giống nhau. Thì nó có thể lược bớt trường dữ liệu đi được. Nhưng mà khi mình xếp xuống ấy, thì mình khởi tạo đối tượng ấy, thì vẫn là khởi tạo đối tượng user thôi. Chẳng qua là nó có những cái tên trường map dữ liệu được với nhau thì nó sẽ là lược bớt được dữ liệu đi thôi. Là bớt được thuộc tính đi thôi. Đấy, ví dụ như ở đây anh chỉ cần có lên thôi đúng không? Đấy, anh sẽ bỏ đi chừng anh lược bớt đi thằng nào rồi nè. Anh lược bớt đi thằng avatar này nè. Switching user name.
Rồi chỉ cần thế thôi. Thì bây giờ mình sẽ vẫn phải đầy đủ vector setter đúng không? Có chapter. Vẫn phải an insert con chapter. An insert vector setter đúng không? Anh ơi, cái thằng set row anh thì ừ. anh nhắc tối đa là 3 cái thôi đúng không? Là DM, admin với lại user đúng không anh? Đúng rồi. Ở đây anh phân quyền cho ba phân quyền thôi, một cái là PM Manager với cả một cái là User, một cái là admin. Là một thằng user là tối đa là 3 đúng không anh? Không phải em, admin thì mình tạo bao nhiêu cũng được mà, chẳng qua đấy là có ba cái loại phân quyền khác nhau, tức là phân quyền nếu mà nó là vai của là user thì nó thuộc về là tất cả phân quyền của nó là user, còn vai nó là admin thì nó sẽ là tất cả nó là admin, còn vai nó là PM tất cả nó là PM, có thể tạo ra nhiều thằng nhưng không phải là chỉ có ba thằng đâu. Tức là nó chỉ có ba vai thôi. Đấy, chỉ có ba vai thôi. Tức là ở đây chỉ phân ba vai thôi. Nhưng mà tất nhiên là mỗi một vai nó có nhiều thằng. Có thể tạo nhiều thằng như thế. Mà chỉ có ba vai. Ờ, mình đến đâu rồi nhỉ? Đến sign up rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ quay lại thằng controller để viết tiếp. Thì mình sẽ ở đoạn này mình sẽ phải có là request body để chuyển đối tượng vào đúng không? Chỗ xe vừa qua còng đi, request body ở đây. Đi tiếp này. A còng. Thường sẽ có một cái A còng valid nữa. A còng valid, A còng request body. Phải có A còng request, nhớ là phải có A còng request body để chuyển đối tượng. Không, nó sẽ không A valid là gì anh? Cái valid này nó như kiểu là A còng để có hiệu lực, giống như kiểu là cái những cái trường validate nó có hiệu lực ấy. Để yeah. bắt validate cho nó có hiệu lực ấy. Còn A còng liên kết body để truyền đối tượng này. Truyền đối tượng. Cái này như nào anh nói rõ hơn một tí rồi. Cái A còng valid này là nó bắt những cái trường validate để có hiệu lực cho những cái trường validate. Ví dụ như là request body nó truyền xuống cái gì thì nó bắt hiệu lực xuống những cái allocation validate ấy. Là có hiệu lực đấy. Còn cái A còng request body này là luôn luôn truyền đối tượng này, phải có cái này mới truyền được cái đối tượng. Ví dụ mình truyền đối tượng vào là sign up form đúng không? Mình đang lấy sign up form để mình truyền vào đúng không? Sign up form đấy, mình truyền vào là sign up form này đúng không? Thì bây giờ mình sẽ có hai cái trường hợp là username với cả MI trùng lặp đúng không? Thì mình phải ít hai trường hợp ra. User service assisted by username lên trước đi. Không, hai trường hợp này. Nếu mà thằng sign up form chấm get username. Đấy, nếu mà trường hợp trùng lặp là như này thì mình sẽ return về một cái gì đấy đúng không? Return new quantity. À đây mình chưa có cái lớp report, chưa có lớp message. Bây giờ ví dụ anh đặt cái message đây ở đây, anh đặt một cái packet ở đây là report. Xong anh tạo ra một class có một cái biến trả về nó giống hôm trước anh làm con message. Hết sai tiếng Anh. F6 lên. Con này chỉ có một cái biến là searching Messenger. Anh tạo ra cái lớp này để anh trả về dữ liệu thôi, không có gì. Sẽ lưu respond messenger ở đây. Đây, ví dụ như là trùng lặp thì anh sẽ trả ra một cái message là term solemn ES thực. Rồi, if nếu mà user service chấm ES by MI đúng không?
Thì mà size form, nếu mà size form chuyển xuống là MI. Yes, MI. Xong cái MI đi, với anh thiếu ạ. Quay lại lớp quét form. Thiếu MI. Quay lại quét screen MI. Xin em ạ. Z.mai bằng em ạ. Get setter đúng không? Chấm lại bây giờ mình thấy đấy. Yes, email. À, này thiếu đoạn này anh, bọn em thiếu báo lỗi không? Thiếu cái HTTP OK nó bị báo lỗi. Thiếu nó báo lỗi ngay. Đấy, đỏ này, hết đỏ. Return new quantity new. Chuyển về một cái mét, đẩy ra một cái message là the MI đã tồn tại rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ, sau khi mà mình check hai cái trường hợp này xong thì mình sẽ khởi tạo một cái đối tượng mới. Mình chưa, sau đó mình set đến role xong. Cái role mình tính xong. Bây giờ mình sẽ khởi tạo một đối tượng mới trước. User là lưu. Thành hiểu cái khởi tạo đối tượng chưa? Khởi tạo đối tượng bao giờ nó cũng thông qua một từ khóa lưu. Tức là nó sẽ khởi tạo một đối tượng mới. Đấy thì mình khởi tạo một cái user. Khởi tạo một cái user mới. Trong đó mình sẽ truyền những cái biến mà mình truyền xuống vào. Đấy, ví dụ như là signup form.get lên signup form.get user lên signup form.get email signup form.get password. Rồi. Thì đoạn này là cái constructor thiếu nên là nó sẽ yêu cầu là mình sẽ phải tạo một constructor ở dưới kia. Vừa nãy là mình chỉ mới tạo constructor đầy đủ thôi. Ở đây mình constructor thiếu này, tại vì cái trường role mình chưa tính đến. Nên mình sẽ phải tạo một thêm một constructor ở dưới kia. Đây khi mà ấn vào enter ấy, tự động nó sẽ tạo ra một constructor ở dưới cái lớp sign form này. À dưới lớp user này. Tự động nó sẽ tạo ra một constructor. Đây, ví dụ như anh ấn vào grid constructor này, nó sẽ tự động ra tạo một cái constructor thiếu ở dưới này. Đấy. Thì mình sẽ ở đây vẫn phải zip lên bằng lên zip chấm usulem bằng usulem. Anh ơi, cái đoạn zip lên bằng lên, zip usulem bằng lên đấy là mình như nào vậy anh nhỉ? Cái constructor này bao giờ nó cũng không phải là chỉ định lại cái, nó phải gắn lại giá trị thì nó mới lấy giá trị. Constructor bao giờ đây là constructor đầy đủ, bao giờ nó phải gắn lại giá trị. Đây ví dụ constructor mặc định đây nhá, constructor đầy đủ bao giờ nó cũng phải có gắn lại giá trị của cái đối tượng. Vâng. Thì nó sẽ mới tạo được cái đối tượng mới. Vâng. Cái biến chuyển vào nhá, xong đó nó sẽ phải gắn lại giá trị thì nó mới lấy được giá trị mới. Vâng. MI bằng MI này. Chấm password bằng password này. Và thêm những cái trường validate vào. Ví dụ như là string name. Đây. Dot line size.
Jerusalem cũng phải cho bạn Jerusalem not blank. Mai này. Ồ, mình khai báo validate hết trơn là mình xuống dưới contact mình không phải khai báo hả anh? Ờ, cái đoạn này có phải khai báo ấy, không nó sẽ bị lỗi ấy. Tại vì có check validate mà. Em tưởng là khai báo validate ở trên đó rồi thì contact không cần phải khai báo chứ. Cái này contact thiếu nó có báo lỗi đấy. Phải khai báo thì mới. Rồi, mình quay đây cho nó hết lỗi không? Hết lỗi luôn, đúng không? Và sau khi mình tạo ra một cái thằng user này thì mình sẽ xử lý đến thằng role, đúng không? Quan trọng nhất là cái thằng role này, thằng role nó lấy qua bảng khác. Đầu tiên mình sẽ phải khai báo một cái set. Set string. Set string. Mình đặt tên nó là cái set này là str role đi. Bằng sign up form chấm get role. Rồi bây giờ mình sẽ lấy set role thật này, lấy set role ở phía kia ra để mình gắn lại, lấy set role ra, role bằng new asset để mình gắn lại này. Đầu tiên là mình khai báo một cái set role này là lấy của cái thằng role truyền từ bên ngoài vào. Sau đó mình sẽ phải khai báo một cái role ở cái lớp role này để mình gắn giá trị cho nhau luôn. Thì mình sẽ phải switch key qua để nó gắn lại. Mình sẽ phải dùng đến switch key. Mình sẽ phải tìm kiếm xem những cái thằng role này nó là cái gì. Thì mình là cái gì thì tương ứng với trường hợp đấy thì mình mới set lại vào cái role này. Sau khi set lại vào cái role này thì mình mới set được vào cái bảng user. Đấy, đấy là mối quan hệ giữa hai bảng. Mình sẽ phải xét lại cái role đấy vào bảng user. Thì bây giờ mình sẽ tìm kiếm trước này, tìm kiếm trong cái chuyển vào trước này, tìm kiếm trong cái mảng chuyển vào này này. Thì mình sẽ tìm kiếm qua forward này. Cái viết đặc cách đi, cái đặc cách nó như này. Tìm kiếm forward này. Đây cái viết lambda, cái viết này viết kiểu lambda. Switch, bây giờ switch role này. Rồi cây đúng không? Cây nếu mà nó là sau này ví dụ như ở trên front end ấy, nó truyền xuống admin này ha, nó truyền một cái đối tượng truyền một cái thuộc tính gọi là admin thì là mình sẽ tạo ra một thằng admin. Truyền vào PM thì nó sẽ tạo ra PM, truyền user thì tạo ra user. Thì mình sẽ switch cây ba cái trường hợp ra. Đấy, sau này fan em mình sẽ chuyển xuống những cái đoạn string này thôi. Đấy, thì bây giờ nếu mà nó là admin đúng không? Thì mình sẽ khai báo là role, admin role bằng role service. Đây là role service. Bây giờ mình tìm theo name đúng không? File by name. Nếu mà nó là admin này, lấy kiểu ra admin. Đấy, thì chấm bắt ngoại lệ nhá. Nó có một cái bắt gọi là auth throw này. Kiểu viết lambda như này. New exception luôn, runtime exception. Đấy là kiểu viết lambda này. Đây là role not found đi. Trong này là role not found. Cái thằng mà chấm O L pro nghĩa là nó quăng ra cái exception đúng không anh? Đúng rồi. Nó là quăng ra exception luôn đấy. Dạ vâng, dạ vâng. Quăng ra ngoại lệ luôn đấy. Rồi bây giờ dưới này mình sẽ add nó vào thôi, lấy cái role kia add vào. Đấy, lấy cái role thứ hai của cái này add nó vào. Role thứ hai add vào. Add thằng admin role vào. Đấy, trường hợp thứ nhất này. À, xứng cây phải có break đúng không? Nào, phải có break đúng này. Đúng rồi. Cây thứ hai. Nếu mà rơi vào trường hợp PM thì tương tự thôi. Kiểu role này, PM role bằng role service. Tìm kiếm theo tên này. Role nếu mà kiểu nó là PM này thì bắt ngoại, nếu là không phải thì bắt ngoại lệ trước này.
time exception luôn, bắt thích bắn, nhưng mà cái ngoại lệ là tôi nó phạt. Roll.add pm roll correct. Rồi, default nó thì là tạo ra user thôi. Default cho cuối cùng mà, default thì tạo ra một thằng user thôi. Rồi service.file by name rồi user or pro. New runtime exception run not found. Run chấm app user run. Rồi thế là xong. Sau khi mà mình tìm kiếm xét được thằng run vào cái thằng run này rồi, tức là bắt được chừa vào thì nó sẽ add vào cái thằng set run này. Và sau khi set vào role này thì nó sẽ phải set lại vào cái bảng user này. Bởi vì trong cái bảng user này nó có một thằng set role, có một cái set role này. Thì mình sẽ phải set lại qua cái setter ở dưới này thì mới được. Qua setter này. Đấy. Thì mình sẽ phải set lại cái vào bảng user trước. Thì đoạn này mình sẽ lấy user set role vào thôi. Lấy thằng user set role. Đây, set role vào. Thì chính là cái mảng role kia. Cái set role trên. Phải xếp vào thôi. Sau khi xếp vào thì mình sẽ phải dùng service để mình xếp lại. Là mình xếp được một thằng user. Đấy, xếp thằng user này lại. Thế là xếp được thôi. Rồi sau khi xếp thì mình return lại. Return new response entity. New return messenger. Với success này. Rồi, http. Ok. Đấy. Xong rồi, bây giờ mình chạy thử xem mình test Postman xem có sai hay không. Rồi, bây giờ anh bật Postman nhé. Rồi, trong này có những cái thuộc tính gì nhỉ? Thì có mình đang truyền vào name này, username này, email password đúng không? Đây, có name, username, email password và root. Rồi bây giờ mình sẽ phải test đúng không? Cái API của mình đang đặt là sign up. Chỗ web mapping này mình đang đặt là sign up này. Đây sign up. Hôm trước anh đặt ở trên request mapping nhá, nhưng mà hoàn toàn có thể đặt ở dưới chỗ web mapping này. Nếu ví dụ như anh đặt ở request mapping là một cái API, là một cái link gì đấy thì sẽ phải cộng hai cái vào với nhau. Yeah. Đấy. Vâng vâng. Dạ. Vâng vâng. Sign up vẫn là port đúng không? Được. Port này. Body đúng không?
row này. Rồi đây là lem. Lem thì làm gì cũng được. User lem. Mình cần mút đi. Email. Menu. Mình cần mút là cần gmail.com. Đặt quay nó cứ đưa đưa. Mail password đúng không? Rồi riêng thằng Ron đấy, thằng Ron mình sẽ phải viết khác này. Ron, Ron anh để có em không? Anh cái thằng Ron này là cái thằng như nào anh nhỉ? Ron, Ron nó là một kiểu mảng. Ron là Ron là kiểu mảng, cho nên mình sẽ phải viết khác này. Ron nó kiểu mảng. Để mình cái Ron này mình khai báo cái gì anh nhỉ? Cái Ron này để phân quyền em. Vâng. Cái role này để phân quyền, ví dụ sau này của em sẽ phải phân quyền, ví dụ là thằng user nó có chức năng gì, thằng admin có chức năng gì, thằng PM có chức năng gì. Ví dụ như em sau này em làm website, em sẽ phải bán cho một người khác và em sẽ giao cho cái thằng người đấy là quản lý, đó là PM chẳng hạn. Nhưng mà quyền quản lý cao nhất vẫn là em, là admin. Em vẫn phải là thằng admin, em quản lý toàn bộ hệ thống, quản lý toàn bộ cái website đấy. Và em bán cho một thằng quản lý cấp dưới nữa là thằng PM chẳng hạn, thì thằng PM nó sẽ chỉ có một số quyền hạn nào đấy thôi. Còn những cái quản lý sâu hơn thì thằng admin sẽ phải là quyền cao nhất, đúng không? Còn những cái thằng user là những cái thằng sử dụng thôi, những người sử dụng website thôi. Đấy thì ví dụ như anh truyền admin vào đây chẳng hạn, thì nó sẽ là tạo ra một thằng admin này. Được. Thì sau này mình viết ở trên Angular thì mình cũng sẽ truyền thằng chuỗi string xuống là admin thôi. Với chuỗi string là admin thì sẽ tạo admin. Mà thường thì admin thì mình sẽ thử fix cho cứng cho mấy thằng admin thôi, còn lại mặc định là tạo user hết. Đấy, ví dụ như này, cái role mình sẽ phải test như này nhé. Đấy, nó test sẽ khác với các trường khác một tí này, nó nằm mảng này. Đấy, bây giờ mình phải xem thử để xem có lỗi gì không. Báo lỗi 401 này. Anh phải bỏ đi cái quyền đó ở trong cái hàm main anh. Sao? Anh phải bỏ đi cái quyền nó trong cái hàm main nó mới chạy được. Quyền gì em? Để em gửi đi. Không, làm gì quyền gì đâu. Anh có đã liên quan à security à? Đúng rồi. À đúng rồi anh. Anh đang để security rồi. Một từ anh bỏ bỏ security là được. Tại vì anh cần biết anh chỉnh câu lệnh cho em vô thôi là được rồi. Câu lệnh em gửi trên mít á. Không, anh cái này liên chưa liên cái này đằng nào sau này mình cũng phải viết security. Nhưng đoạn này anh chưa viết security. Không? Nên nó thế đấy. Security mình sau này mình sẽ phải tạo ra một cái lớp config security ở đây nữa. Thì nó sẽ không bị như này nữa. Nhưng mà bây giờ tạm thời anh chưa viết form, anh chưa viết đến lúc gì. Tại vì viết cái đấy nó sẽ hơi phức tạp hơn một chút. Thì để bài ngày mai thì nó sẽ bọn em nó sẽ đỡ đỡ bị căng học nhiều quá nó căng. Thì đoạn anh bỏ đi security thôi. Cái security là phức tạp nhất trong cái hệ thống Spring Boot này. Khó hiểu nhất về thằng security là thằng khó hiểu nhất này, nó là thằng khó hiểu và khó đọc nhất này, bởi vì nó liên quan đến config và thằng auto hệ thống nữa, nó là thằng khó hiểu nhất. Nên anh gửi cho bài bọn em phải đọc trước với Service Token, cái anh bọn em nên đọc về security của thằng Spring trước. Thằng security này khó hiểu nhất này, mình qua là các bạn security là gì, cái CRUD nó dễ lắm. Câu D của thằng Spring này thì nó dễ này, nhưng mà chỉ có đoạn mà liên quan đến bảo mật ấy, của nó là khó hiểu nhất. Bảo mật phân quyền là khó hiểu nhất. Và có thằng GWT kia nữa, GWT này cũng hơi khó hiểu này. Đấy, mình sẽ qua là cái form GWT này thì hầu như những cái đoạn còn lại nó dễ hiểu lắm. Thôi anh bỏ Security, bùi lại tìm kiếm. Comment em không thấy nó báo lưu lại. Tôi sẽ lại. Em hỏi xíu một xíu nha anh. Anh biết làm sao mà khi mà mình chạy cái thằng phim đó thì nó cứ tạo bản hoài à? Mình có cách nào để mà nó tạo một lần thôi là lần sau nó sẽ không tạo nữa, là mình chút cứng
sao lại cứ tạo bảng luôn hoài luôn là thế nào em nhỉ? Anh nhắn như là hồi nãy em thấy em chạy á, nó anh cứ chạy một lần lên là nó sẽ tạo. Anh chạy lại đi, anh chạy lại đi. À, nó chạy lệnh thế thôi thì kể cả trùng lệnh thì nó có bảng bảng nó trùng, nó không thể tạo ra hai bảng khác nhau được. Dạ vâng, tại em có tìm hiểu là nó có re-reload rồi lên xong rồi update. À đúng rồi, thì cái đoạn config đây thì cứ, em có thể chỉnh sửa cái đoạn này này. Em chỉnh sửa đây chỗ đoạn này này. Đâu nhỉ? Format update đây này. Đoạn này nó có ví dụ như là delete hay là update hay là gì đó thì nó sẽ khác này. À. Bình thường nó sẽ nhắc lệnh mà anh không thấy nó nhắc lệnh. Đấy, chỉ sửa đoạn này thôi em. Đấy, sửa đoạn này. Nói chung là trùng trùng bảng tên giống nhau thì nó không ảnh hưởng gì đâu. Nó chỉ chạy lại câu query thôi mà. Tôi thử clip lại xem được. Đấy, clip success rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ refresh lại dữ liệu xem xuống chưa. Mình xem lại hồ sơ có chưa nhá. Đây đúng không? Một avatar mình không tạo đúng không? Avatar phía sau mình update xong. Thành một mình chỉ có password rồi đúng không? Bây giờ xem cái bảng quan trọng là cái bảng user role này, bảng trung gian này. Đấy, nó sẽ đẩy một cái thằng ID là 13 đúng không? 3 là admin đúng không? Nó tự động nó đẩy một cái hai cái ID trung gian vào bảng trung gian này. Cái ba đang role đang là admin đúng không? Đấy. Nó tự động nó đẩy vào. Tự động đẩy vào bảng trung gian luôn. Đó, bây giờ ví dụ anh test xem là tạo trùng lập trong cái điều đúng không? Vẫn giữ nguyên thế anh xem nhé. Đấy thì nó báo ra là the username is thực đúng không? Là nó sẽ check qua cái đoạn này. Check qua đoạn này đúng không? Giờ cái cây if này, tức là user đã tồn tại rồi, không cho tạo nữa. Bây giờ mình cho khác user đi, mình xóa số 1 đi, xem tiếp. Thì đến số 1 ở đây nó không check được cái đoạn user tồn tại. Số 1 đấy với cả thành như nó giống nhau. Bây giờ như anh tạo thêm là thành phong, thêm được. Có gì đấy không ổn đúng không em? Thật bất rồi. Bất rồi. Đúng ra nó phải xuống dưới này. Bất bất đi. Chỉ nhé, hàng này sai. Bây giờ chạy đi. Bắt được thành phong rồi này. Chạy xuống. Nếu mà Chu nó vào đây return đúng rồi nhỉ? Return đây nó phải return luôn chứ nhỉ? À, nếu mà user tồn tại rồi thì nó phải là true hay false nhỉ? Này hơi loạn. Tồn tại rồi. Tại sao? Cái đấy đã có đâu nhỉ? Đấy xem. Cái thằng đấy đã tồn tại đâu? Tại sao nó lại vẫn check được cái đằng sau giống như thế nhỉ? Hay là không check được cái khoảng trắng em ạ? Anh nghĩ là không check được khoảng trắng. Vậy anh cho xác vào xem nhé. Anh can. Anh nghĩ là không check được khoảng trắng không? Java này không check được khoảng trắng. Nếu thế thì mình phải lối chuỗi rồi. À, khoan. Hình như anh bị nhầm cái gì đấy. À đúng rồi, anh bị nhầm gì đấy. Cái đấy là lem chứ không phải userlem. Cái lem này mình đâu có trách gì đâu đúng không? Đúng rồi. Mình chỉ trách userlem với password thôi.
Đây ví dụ anh phải đổi thằng user lên này đi. Wow. Anh sai cái đoạn đấy thôi. Chạy lại. Rồi anh xem nhé. Lỗi 500. Sao đoạn này lỗi 500. Và liên quan đến validate. Rồi mình lại đặt đặt bấm nha. Nó bị lỗi từ trong luôn rồi. Ừ, cái này liên quan đến validate. Có gì nói liên quan validate. Do liên quan đến cái trường validate. Vâng. Cái caption rồi này. Rồi mình sẽ đặt bug đi. Mình sẽ đặt bug nha. Bug là chuyện bình thường. Fix bug mới học được nhiều chứ còn không fix bug là không học được nhiều. Đúng ạ. Fix bug mới là học nhiều chứ không phải là code chạy ngay học nhiều. Sai form bắt chính có một rồi này, rôn có rồi này, chạy xuống, chạy qua rồi, qua thằng sơ rồi, xuống đến em ai rồi, sao đến lại lỗi, qua cả em ai luôn, đúng ra em ai đây nó phải trùng lập chứ, nó phải return vào em ai mới đúng. Tại vì mai này đã tồn tại chưa nhỉ? Mai tồn tại rồi. Mai tồn tại rồi này. Mà lại nhảy xuống đây. Viết sai. Viết sai, viết sai. Viết sai. Đúng không? Exit by mai. Đấy, phải debug mới ra được, debug biết ngay. Debug nhìn ra lỗi ngay đúng không? Chạy lại. Đây gọi là viết bậy. Rồi, còn này chắc là hết lỗi rồi. Xem. Đấy, giờ em ai ship này, tức là em ai tồn tại rồi đúng không? Bây giờ thay em ai khác. Anh em mình cho nó hai quyền cũng được đúng không anh? Cái admin nó mình thêm nó một cái quyền VM nó cũng được đúng không? Cái pro không? Đúng rồi, em thêm vào cũng được mà, em thêm thì em phải viết thêm code vào thôi. Có gì đâu. Rồi, tôi đi sắp xếp rồi. Chắc là được rồi. Okay. Tạo thêm thằng mới nữa. Đấy. Rồi bây giờ cái pro anh, ở cái dòng số 6 anh. Ừ. Bây giờ cái chỗ admin đó em thấy một cái là em thêm cái thằng cái một cái BM mới được đúng không anh? Anh thấy đúng rồi chỗ đó là. Ừ, phải. Phải cái BM đây đúng không? Dạ đúng rồi, ý em vậy á. Được. Ờ, thay cái này là 2 đi. Đúng không? Dạ vâng. Đấy, bắt được mà. Thì nó sẽ tạo ra hai quyền, thằng này nó sẽ có hai quyền. Dạ. Tại vì quan hệ nhiều nhiều mà. Đúng không? Thì bảng trung gian nó sẽ sinh ra cái thằng đấy có hai quyền ở đây. Đấy, cái thằng ID3 nó vừa là có 2 vừa là 3 đúng không? Dạ vâng. Đấy, vừa là 2 vừa là 3. Nó là 3 đúng không? Ừ, nó vừa là 2 vừa là 3. Nó vừa là thằng admin, nó vừa là PM. Thì nó sẽ có hai quyền. Đấy. Quan hệ nhiều nhiều á, quan hệ nhiều nhiều thì phải tạo cái đấy là hiển nhiên rồi. Và bây giờ anh đẩy lên Git, bọn em test lại cái command này cho quen nhé. Dạ vâng. Bây giờ bọn em tải thử về xem nó có chạy được không. Xong ngày mai mình sẽ lồng, ngày mai sẽ lồng thêm vào cái security, security nó khó hiểu hơn. Và ngày mai anh sẽ encode cái password này đi. Tức là cái password mình không thể để lộ như này được. Cái password hiện tại nó đang để lộ như này đúng không? Cái code hiện tại là mình đang để lộ password như này nhưng mà không được. Sau này ngày mai sẽ hướng dẫn lại mình phải encode cái password này đi, tức là mình dùng cái encode mình không để lộ password, encode nó thành một cái chuỗi gì đấy ngoằng và nó vẫn là mình lấy ra vẫn là nhập vào vẫn là password đây vẫn đang nhập được đấy, không phải encode nó đi. Sau
sao em không thấy cái thằng validation, cái thằng mà JSON ít nó hồi nãy em có thấy em dùng cái annotation mà JSON ít nó sao em không thấy nó hoạt động gì đó. Anh đâu có get ra đâu, anh đâu đâu có get. Anh thử anh chưa biết get đúng không? Bây giờ anh chưa biết đến hàm get. Dạ dạ vâng dạ vâng. Để đến 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 lúc cái bài mà anh sẽ lấy test user anh test ở đây sau. Dạ vâng. Ừ. Bây giờ bọn em test thử cái bản này nhá, xem nó có chạy được không. Dạ. Ừ, test lại comment cái đoạn mảng mới đây cho quen này. Đoạn này viết nó hơi lòng ngoằng. Với cả xong sau đấy anh hướng dẫn bọn em deploy cái thằng Angular luôn để cho đỡ bị quên Angular. Anh gửi luôn cái bản Angular gốc để deploy luôn. Đầu tiên anh đẩy cái này lên tít đó. Còn ơi, sau này là mình viết code anh. Ừ. Cái hàng controller này thì như bọn cái hàm mà như anh đang viết cái hàm set này đó thì ừ. Mình viết thẳng vô cái hàm in đi mình đúng không? Mình viết thẳng lên đây mình gọi hàm nó xuống họ gọi hàm nó lên thôi. Hàm set này. Mình viết thẳng luôn không? Hàm set này á. Hay hàng này. Mấy câu điều kiện anh đang bắt á. À, mấy câu điều kiện này á. Dạ, mình triển khai nó trong element mình đúng không anh? Triển khai element này như nào nhỉ? Anh chưa hiểu ý em. Ý em là nó sẽ có cái hàng mà row user server element với là hàng row server element á. Tại em đọc code đó là em thấy người ta triển khai tất cả những cái điều kiện này trong cái hàm đó luôn. Chưa hiểu ý em, anh chưa hiểu ý anh nhỉ? Anh thấy bất kỳ server của anh không? Đó, ở trong đó nó có cái element đó. Đấy á. Em thấy người ta triển khai thẳng này luôn. À thì tùy cách viết code của từng người thôi. Dạ. Thì cái viết code thôi. Thì ví dụ như là cái gọi là cái mô hình dự án của người ta làm như nào thì làm như vậy thôi. Nhưng mà thường thì sau các công ty họ hay phân tầng interface như này, service như này. Thì hoặc là không cần phân tầng interface vẫn được mà, triển khai hết vào cái lớp service này vẫn được mà. Dạ vâng. Triển khai hết vào service này vẫn ổn mà. Hoặc là ở đây này em có thể extend luôn GPA ở đây luôn được mà. Đúng không? Thì em không cần phân nhiều tầng như này. Nhưng mà cái mô hình phân tầng người ta thường là phân tầng repo và service riêng. Dạ. Đấy. Phân tầng để cho dễ nhìn hơn thôi, dễ quản lý code thôi. Dạ. Mình biết là cái gọi là cái đấy gọi là người ta gọi là cái mô hình gì nhỉ? MVC. Không phải MVC mà nó gọi là cái gì liên quan đến code. Nữa cơ. Link code ạ. Không phải cái link code. Nó gọi là tuân theo một cái quy chuẩn gì nhỉ? Em quên mất. Từ từ anh quên mất. Tại vì em đọc code người ta là em đọc code em đọc cái dự án mà em đang định làm á là em thấy là thay vì nó triển khai cái thằng mà controller trên đó thì nó sẽ viết tất cả các xử lý logic ở trong cái hàng implement luôn xong rồi nó chỉ cần lên thằng controller nó gọi lên lại thôi. Chứ nó không có triển khai mấy cái câu là logic ở trong cái hàng controller. Tùy cách viết thôi, tùy cách viết code của người thôi, với cả tùy cách mô hình dự án thôi. Dạ. Đây nhá, bây giờ anh hướng dẫn em cái luôn cái mô hình chuẩn của thằng của thế giới đã hay viết này. Cái mô hình dạ. Là dạ. Bây giờ em cài cho anh cái zipter, bây giờ anh đẩy cái này lên ạ. Thì em có thể sử dụng cái zipter đấy em xem cái config với Mongo của em luôn đấy. Có đoạn mà. Dạ. Config string boot với Mongo. Để cho anh em gọi cho anh là zhip ở đây gọi là gì chẳng gọi là đây em gọi cho anh chữ zhip install đấy em gọi zhip install ra. Dạ vâng. Thì nó sẽ ra một cái trang zipter sau đó em copy vào cái lệnh đấy vào cmd. Từ từ em xem màn hình anh hướng dẫn luôn. Bây giờ để anh đẩy cái này lên đi đã. Vâng, vâng. Có nhiều cái để học lắm. Cứ bình tĩnh, học vội quá loãng.
mai sẽ phải add cái security vào. Tại vì đây anh biết là chưa có security, mà thằng Spring Boot nó mạnh nhất là cái security mà mình phải áp dụng. Nha, chỉ dùng Angular nha anh. Ừ. Mai sẽ dùng Angular mình tạo ra một cái form login luôn. Dạ. Mình ghép với cả cái thằng API luôn. Em còn là muốn deploy subnet nữa. Cái năm nay mình sẽ có một cái sản phẩm Google đúng không anh? Sao cơ? Nghĩa là ngày mai mình ghép với cả đúng rồi. Ghép đặc mình sẽ có một, ý là sẽ có một cái sản phẩm hoàn chỉnh đúng không anh? Đúng rồi, có sản phẩm hoàn chỉnh. Gửi qua Facebook nhưng cho đỡ mất, gửi qua kia tắt đi lại mất. Làm thôi mẹ cứ gửi đi, Thành không biết tìm ở đâu. Đây cái link của bài hôm nay nhé. Rồi bây giờ Phong em xem màn hình đi, anh hướng dẫn cái kia. Dạ vâng. Cái này nó cũng hơi lâu nên là mình xong mình sẽ chuyển sang vừa cài vừa làm Angular luôn. Anh thấy mày làm chưa? Đó anh thấy không? Đây. Nếu mà thấy rồi. Đấy em copy cái lệnh, có cái lệnh mà liên quan đến LPM đấy. Đây, đây. Có cái ở đấy là PM intro đấy, em copy thẳng vào CMD luôn. Đấy em chạy. Ở Thành đâu đó thử cái dự án về của anh về chạy đi test performance thử đi. Con fix sang database. Con fix sang database của em ấy, test thử clip user xem. Test dần đi cho quen, làm nhiều cho quen. Nó chỉ phức tạp ở cái đoạn form login lúc đầu thôi, còn sau biết API nó dễ mà. Qua được cái form login là hết là khó. Qua được Genopty với Security. Lúc đầu mình cứ chạy được đã, sau mình hiểu dần sau. À, tại vì là cái môn cấu trúc cơ sở dữ liệu và thuật toán thì anh. Là em học trong vòng có một tuần thì anh, thì là thầy bắt là phải kế một cái sản phẩm bất kể kể cả sử dụng Spring Boot thì anh. Thành cũng đang học vừa gì? À em đang học văn bằng 2 mà anh. Ui giời, thế anh tưởng là em không học gì, anh cứ sợ em yếu quá. Nếu mà thế em không, ý là bây ý là bây giờ em mới học mới được có tháng anh ạ, nghĩa là em đăng ký lớp bằng 2 bây giờ nó mới mở ở Bách Khoa anh. Anh phải học sim cộng á, có lúc gì đấy thật anh phải học sim cộng á. Ô nếu mà sim cộng thì nói làm gì, bây giờ mình muốn bắt đầu luôn Java anh chính anh kèm luôn đi. À thì tại vì Java nó là hướng đối tượng anh, tại sim cộng thì nó basic thôi, thì nó chỉ là nó nồng thôi. Biết là thế, nhưng mà đằng nào mình mất công học mình mà luôn Java anh nhỉ? Không, nhưng mà em muốn học cái gì? Hả? Muốn học cái gì cơ? Em muốn học Java luôn thì... Thì đang học Java đấy một nhưng mà đang ý em là muốn học cái kiểu gì? À, ý là thầy giáo thầy bảo là làm một cái sản phẩm bất kể bằng ngôn ngữ nào. À đấy, thì có đây, thể sử dụng. Đây đang làm sản phẩm luôn em gì nữa? Vâng, thì là em thấy tốt quá, thì là mình cũng vừa có bài tập lớn để nộp luôn đi anh. Ôi, cái này thì ngang với dự án của tốt nghiệp đại học đấy em ạ, chứ không phải là bài tập lớn. À thế anh? Ừ. Dự án tốt nghiệp. Em đang cover cái dự án này nè anh. Đúng rồi, dự án tốt nó cũng dùng Spring Boot là Angular luôn. Đúng rồi, dự án tốt nghiệp đại học cũng chỉ thế này thôi, dự án tốt nghiệp cũng chỉ làm Angular, Spring Boot thế này thôi. Cái thằng này là cái thằng này cũng là một trung tâm, nó ở trung tâm là nó làm, là em thấy em đang cover, em đang kiểu là làm theo cái thằng này nè. À,
Ôi, không phải làm theo gì đâu, anh sẽ hướng dẫn bọn em làm dự án từ đầu mà. Mà em thích làm dự án thì anh hướng dẫn làm dự án đấy. Bây giờ mình sẽ phát triển từ form login lên, anh đang phát triển dần lên thành dự án đấy. Dạ. Vâng. Được rồi em. Test được hết rồi đúng không? Em mới cài được một thằng, còn có cần phải cài hai nữa không? Okay. Nó có hai lần luôn này. Cài cái gì đấy? Anh chưa nhìn ra màn hình. Tưởng em test không mà rồi. Không, cài một cái đấy thôi. Đâu, cài xong chưa? Cài xong chưa? Cài xong chưa? Cái xong rồi thì bây giờ em tạo dự án như của Angular thôi, em vào em tạo một cái thư mục trên ổ cứng ấy. Dạ. Tạo dự án cái này như Angular thôi. Cái này là một cái tiện ích mà nó liên kết Spring Boot với các ngôn ngữ khác. Dạ. Với tất cả các framework hiện nay hiện tại đang có. Em tạo một cái thư mục tên là gì đấy? Heater chẳng hạn, gì đấy. Đi. Rồi, ở chung rồi. Rồi em vào, xong rồi CMD trực tiếp từ đấy. Nó như kiểu tạo dự án như ở Angular CMD trực tiếp từ thư mục. Không, em nháy đúp vào cái cái vừa tạo ấy. CMD. Nháy thẳng vào xong CMD ở trên thanh trên. Đấy, CMD ở trên thanh đấy. Đấy, CMD đấy, ở đấy. Thì bây giờ em có một lệnh Z-Hitter ở đấy. Z-Hitter. Z-H-I-P. Z-H-I-P. I-P, đúng rồi. I-P-P, không phải B. Z-Hitter cái từ mới anh gửi ấy. Z-Hitter. Đấy, từ đấy, đúng rồi. Em chỉ cần gõ mỗi lệnh đấy thôi. Rồi gõ đi. Đấy, nó sẽ tạo ra một cái dự án. Đấy. Ô, nó bị lỗi gì đấy. Con sai thôi. Này như đâu phải lỗi đâu không anh? Này là chắc cái vừa lấy của em chưa cài được rồi. Bình thường nó sẽ bị cái cả lần này. Cái LPM vừa lấy em chạy lệnh nào? Em chạy lệnh này. Em xem lại. Em chạy lệnh này. Có cái lệnh này đúng rồi. Nhưng vừa đấy nó chạy xong chưa mà nó chạy hết chưa? Dạ nó chạy hết rồi mà. Em chạy lại này, chạy lại cái lệnh này. Máy của em cũng đâu Windows đúng không? Dạ. Win 64 bit à? 64 à? Ừ. 64 đúng rồi. Chạy lại xem. Bản Java của em là Java 8 đúng không? Java 8 và 15 luôn. 8 và 15 à? Dạ. Từ từ để xem nó có lỗi gì không? Thành chạy được dự án chưa? Anh ơi, em đang đi bố về anh ạ. Rồi, đang đi bố. Rồi, cứ đi. Anh, 2 phút 41 giây. Thư viện nó lên quan security à, em phải comment cái security lại nhé em anh để lên hit rồi, không phải comment lại đâu. Anh vừa comment anh để lên hit rồi. Vâng, em đi về rồi, nó đang loát luôn. Không cần phải không cần phải comment gì, anh vừa anh comment rồi. Được rồi đúng không anh? Đúng rồi, được rồi. Hết một cách kia. Vừa lấy chắc nó bị lỗi gì thôi. Em làm lại cho vừa lấy xem nào. Vâng. Ờ, vẫn lỗi. Có gì là lỗi hả? Lỗi cái này lỗi em. Em kéo xem nó có đọc cái dòng lỗi lốc gì không? Em mở to ra xem, mở to. À đây là nói trên đây nè. Lỗi trên đây nó bảo lỗi gì em? Xem, đọc xem nó... À, cái hàng này là như là Win32 sao á?
phải không anh? Nó kêu Win32 operator system này, phải điều hành 32 này. Ủa? Không, cái có cái Win của anh 64 vẫn chạy mà. Nhưng mà cái gì liên quan đến 11 kia kìa em? Cái nào anh? À không phải. Em thử xem Win của em 64 hay Win 32. Dạ 64. Đâu em thử xem hôm nay phiên bản Win của em. À gì? Đấy thì giờ mình hình như là bao vừa xem hình như là cái này hàng 4 cho em chạy nè, để em thấy nha. Ừ. Em chạy bằng cái lệnh này coi. Máy của em cứ kiểu nó bị chậm cái gì ấy. Em thấy con hàng này nó chạy được không? À đây, mà nó cứ kêu là cái bầu xe này nó cứ bị cái lỗi này nè. Em thử có cả cái dòng đấy em paste lên mạng xem nó là lỗi gì. Không. Có cả cái dòng error lên. Cái này là bị error rồi, bị lỗi rồi. Liên quan đến ổ C của em nó có cái gì? Ừ. Đây là cho là đúng nhất nè. À đấy gì cả không thấy chưa? Thế liên quan gì? Cái này sửa sao ra? Anh đọc chả thấy liên quan gì đến đâu của em luôn. Cũng cái lệnh liên quan PowerShell thật. Nó liên để em xem đúng rồi, học của em bị hư cái PowerShell quá nên mỗi lần mà anh comment trên kích là anh comment bằng anh comment đấu comment bằng PowerShell được không? À, đâu có đẩy lên kích bằng PowerShell được đâu. Em dùng cái em dùng cái hàng kickback không à, cài bố lại Win đi em anh khi đầu Win của em. Bố phá đó. Em thử cái rồi. Cái chữ Win lại anh. Em tính. Ôi. Anh cho em hỏi lại cái này là nó làm được cái gì vậy? Em cũng cái hàng này nè. Đây nhá, anh xem màn hình của anh cho xem nhá. Dạ dạ vâng. Có gì để cái đó để mà em tìm cách em xuất cũng được. Ừ. Đó mất thời gian. Nó bị chi màn hình anh ơi. Chi màn hình à? Dạ. Được chưa? Dạ vẫn chia vẫn chia xét lại
Thấy rõ anh ơi. Bây giờ nhá, cái thứ tư đấy nó là như này nhá. Anh tạo một cái folder nhá. Dạ. Đây nhá. Anh xem ở đây trực tiếp nhá. Ở đây gõ cái tờ này. Nếu mà chạy được thì nó phải hỏi là tạo dự án chứ nó Dạ. không ra cái lỗi của em. Cái Jitter là cái công nghệ mà nhiều công ty nó đang dùng để nó làm web. Nó cũng Dạ. nó tiện lợi bởi vì là nó chỉ dùng một cái lệnh là nó gen được hết code ra. Tức là một cái lệnh tạo ra model phát là nó gen hết cả code thêm sửa xóa của cả frontend cả backend luôn. Dạ. Đấy. Với cả nó kết hợp nhiều cái framework với nhau nữa, nhiều framework với Spring Boot. Spring Boot kết hợp với cả React cũng được, kết hợp với Vue JS cũng được, kết hợp Angular cũng được. Đấy. Thì bọn em ví dụ như là mới học cái cách web đấy nó phải chạy ra cái editor như này này. Dạ. Đấy, mới được. Xong bắt đầu nó sẽ hỏi tạo dự án. Đây nhá. Lúc đầu thì cứ enter thôi, đây nhá. Là sau này mình có học cái này không anh? Thì em cái này đơn giản mà nghịch phát nghịch một lần là biết mà. Dạ. Đây nhá, ấn enter. Được. À. Nó cứ đoạn này cứ enter nó hỏi là what is the base name do application này có thể đặt lên cho nó. Đây là nó hỏi là có muốn tạo một cái React Native with Spring Webpack không, mình không dùng Webpack thì mình ấn no. Đấy. Lâu rồi. Đấy, nó gọi là quad default Java package name này. Mình chỉ cần đặt đặt default đây nhá. Nó có những cái công nghệ như này, GWT Authent này. OAuth 2.0 này, hoặc là HTTP session này, Authent này. Đấy thì mình đang học công nghệ GWT đúng không? Thì mình chọn GWT. Đấy nó có ba công nghệ như này nhá. Liên quan đến Authent đăng nhập thôi. Thì mình đang học GWT thì mình chọn GWT Authent. Ấn vào GWT đấy, ở đây thì nó sẽ cho chọn cơ sở dữ liệu này, Mongo này, SQL này. Đấy, thì ví dụ như em cài đặt Mongo thì em sẽ chọn Mongo. Yeah. Đấy, thì mình đang là SQL thì mình chọn SQL này. SQL thì trong đấy nó có nhiều loại nữa đúng không? Chọn SQL thì đấy trong này trong SQL thì nó có Postgres SQL này, MySQL này, MariaDB này, Oracle này, SQL Server này. Thì mình đang dùng MySQL đúng không? Thì mình ấn MySQL thôi. Đấy, ở dưới là MySQL. Đấy, đấy cứ ấn enter thôi. Đấy nó hỏi là có Hyperledger hay không này, thì mình chọn yes, mình có dùng Hyperledger. Chọn đi. Đấy, chọn Maven hay Gradle này, Maven hay Gradle này. Có hai loại view chính là Maven hay Gradle đúng không? Dạ. Thì mình chọn Gradle. Thì nếu em thích Maven em dùng Maven Gradle này. Đấy đúng không? Một đoạn này chọn no yes đây được cả, cái này chỉ liên quan config thôi. No, chuyện no được. Rồi đấy, ở đây nó có liên kết với frontend này. Một là Angular này, hai là React Native này, ba là Vue JS này, bốn là nếu mình không chọn low low cadence thì mình chỉ dùng Spring Boot không đúng không? Đây thì mình kết hợp với Angular đúng không? Dạ. Đấy, thì ấn vào Angular, đấy, xong rồi ấn Y thôi. Đấy, ví dụ em có thể nghiên cứu MongoDB của em thì em sẽ chọn MongoDB, xem nó config như nào. Đấy, rồi. Y hay N đều được, chỗ này đều được. Cái đoạn này là chọn ngôn ngữ liên quan đến I18N này. Em hiểu, em biết I18N là gì chưa? Ở phong. I18N là cái đoạn web đa ngôn ngữ ấy. Đây, mình có thể chọn là nhiều ngôn ngữ trong website này, ví dụ như Japan này. Hay là gì đấy. Đại khái là website nó thành website đa ngôn ngữ, nó gọi là I18N. Philip là tiếng Pháp hay gì đấy chẳng hạn, như thế. Chọn thì ấn dấu cách. Tích vào ấn dấu cách nó sẽ tích vào. Dạ. Tích vào ngôn ngữ nào thì chọn ngôn ngữ đấy, xong ấn enter thôi. Đây ấn enter thôi. Rồi nhá. Đấy, sau khi mà chọn hết xong thì nó sẽ bui ra dự án.
sao rồi? Không phải đâu, nó chưa chạy. Đấy. À. Nhưng mà cái này nó kéo lâu lắm, cái này kéo thư viện lâu lắm, nên là anh có một cái nào có sẵn rồi anh mở mở trực tiếp luôn nhé. Đấy, sau khi tạo Đã. cái đấy thì anh open trực tiếp luôn, đến ví dụ anh mở cái thằng editor có rồi. Cái nó kết hợp hai cái nó build hơi lâu. Editor đây nhé. Đây mà. Kết 10. Thành vui không chưa? Thành. Em đi xong rồi anh ạ. Test với man thử đi. Vâng. Có fix trang database của em có test thử đi. Anh ơi, em chia sẻ màn hình em lên nhá. Em cứ chia sẻ màn hình của em trước đi. Cái này nó build cũng hơi lâu. À là giống như cái là nó tích hợp dự án Angular với lại thằng Swinboard chung đúng không ạ? Đúng rồi, thì nó chung một Intel EZ luôn, nó gộp chung vào thành một cái Intel EZ và gộp chung thành một đường link luôn. Khi chạy dự án nó gộp chung thành một đường link, chứ nó không phân tách thành hai cái như mình. Dạ, Mình là đang code à, trên hiểu hai nền rồi. tảng khác nhau để mình ghép lại, nhưng mà cái này là nó ghép lại thành một luôn. Nhưng mà đa số công ty thì vẫn làm theo mô hình của anh, để nó tách ra hai cái thì nó fix bug dễ hơn, nó mới cả À bui dự án nó cũng nhẹ hơn, chứ gộp dạ vào lại một này thì nó hơi đặng. anh, cái đuôi này là mình để theo cái tên của cái đúng không anh? Em phải nhìn xem API, em phải hiểu hiểu code đi đã, hiểu code API, đọc API phải đọc ở đâu, đọc ở controller. Vâng. Controller, tìm controller xem là Là API của nó là gì, API của nó là setup đúng không? Thì em phải lấy setup em cộng với localhost. vâng thì là của nó chính là cái sinh áp này luôn nát thì đúng không anh nhỉ? Đúng rồi. Em test Vâng. API, em test API nào thì em sẽ phải lấy cái API đấy. Sau này ví dụ website nó có rất nhiều API khác nhau chứ không, nó không phải có mỗi cái setup như này. Thì À em phải vâng biết là vâng em vâng. đang test API nào, em phải biết là em đang test ở controller nào thì em phải biết. Em phải hiểu cái đoạn đấy. Vâng. Đấy, thì em phải hiểu là em đang lấy API nào để em test. Vâng. Sau đó là Port nhá, em đúng port không? nó tạo dữ liệu là port. À vâng, Mà em sẽ em xem ở kia nó có rất nhiều trường dữ liệu mà đâu chỉ có phải có một trường lên đâu. vâng. Em xem Rồi trường dữ liệu phải xem ở cái đoạn chỗ rồi. size form ấy. Đây. Vừa nãy anh đã tách là một tầng DTO rồi, DTO chính là cái tầng ở size form ấy. Bây giờ anh này truyền vào size form chứ không phải truyền cho cả lớp hồ sơ đâu. Request đấy. Mở cái request này. À. Mở cái request này, anh size form anh để trong request đấy. Vâng. Mở ra đấy, em xem size form nó Vâng. có những trường nào. Có nêm nêm sơ email password. Đấy thì em phải điền giống hệt các Vâng. trường vào comment như thế, giống hệt như thế. Vâng. Đấy, các trường khác nhau ở một dấu phẩy. Đúng rồi. Rồi em cứ test đi để anh xem cái này sắp ở cái này vẫn chưa xong. Mở cái dự án nào trước, có cái dự án nó bui xong rồi.
sao nó cứ chia màn hình ấy nhỉ? À, Thành em ngắt ngắt chia sẻ màn hình rồi đúng không? Đúng rồi anh ơi, em ngắt rồi đấy anh ơi. Em ngắt rồi. Anh cứ đút vào cái anh cứ đút vào màn của anh đi xem nó có phóng to không. Ủa em đang xem nó cũng bị chia màn hình không? Phải không? Nó cũng bị chia màn hình không? À, đúng rồi, hôm nay em bị cho xem màn hình rồi. Thế là muốn đi dừng chia sẻ màn hình. Chia sẻ lại. Em test được chưa Thành? Em đang test đi ạ. Nhớ à, Thành thấy anh ơi. Nhớ cái đoạn đôn đấy là ấy nhá. Ủa cái này nó view lâu lắm không? Đại khái là như này nhá. Cái đoạn đặt xong em bui dự án xong ấy thì ở dưới cái đoạn này nó có một cái đoạn config gì thuộc này, nó cũng như là cái đại dự án của anh thôi. Mở đi số ga đúng không? Thì nó có một cái đoạn config. Mở config ra. Thì mình lấy ở cái application thứ hai này, dev này. Đấy, đoạn này là chính là đoạn để config với database này. Đã, ví dụ như là ở MySQL thì nó sẽ có đường link MySQL như này, URL DB MySQL này, localhost 3.0 này. Thì mình chỉ đã cần thay cái test 1 này xuống DB của mình được, username này, password thế thôi. Thì tạo ra một cái dự án ở dưới database của mình như này là được. Là collect được không? Thì với MongoDB thì có thể nó sẽ config khác, thì em sẽ nghiên cứu xem là nó sẽ hiện ra cái file config này luôn đấy. Thì em xem là thằng MongoDB nó config như thế nào thì mình làm theo như thế. Thì mình có thể tách sang dự án của mình làm. Gì đây? Đang gì đấy? Vẫn đang dậy. Đang dậy á? Ừ. Ngồi. Ngồi. Đấy thì em bui tự nếu mà em thiết kế lúc đầu em chọn là MongoDB ấy, thì cái đoạn config này nó sẽ là tất cả liên quan đến MongoDB hết. Đấy. Yeah. Tại vì em chọn MySQL thì nó liên quan MySQL. Thì em có thể dựa vào em tách ra xem là cái MongoDB nó config như nào thì em có thể dựa đấy em config được. Anh nghĩ là làm được. Bởi MySQL thì anh chỉ có thay mỗi cái này thôi, thay mỗi cái đoạn MySQL này lên rồi là được. Yeah. Thì có cái đoạn dưới này nó viết sẽ hơi khác với cái config của mình một tí. Config của mình nó lên config của mình thì ai nhỉ đẹp luôn. Config của mình thì nó liên quan đi thuộc mình viết nó liền như này nhưng bọn này nó viết tách xuống một tí này. Ví dụ GPA nó lại tách xuống dòng tiếp theo là Liquid Bay chẳng hạn thì nó tách xuống một tí mình dựa ở đấy mình viết. Anh nghĩ là dựa ở đấy viết được thôi. Dựa ở đấy config chẳng được không? Dạ. Thì cái này ví dụ như là nó chỉ cần chạy một lệnh là nó có thể gen code ra được. Ví dụ như anh chỉ cần chạy một cái lệnh là jitter entity chính để chẳng hạn thì nó sẽ gen toàn bộ code ra. Ví dụ gen nó gen cái model ra. Đây, cái cấu trúc dự án của bọn nó cũng như cấu trúc của mình thôi. Đây, nó sẽ gen interface ra, gen thằng repository ra này. Đấy, và nó cũng gen tầng DAO, tầng DTO ra này và gen tầng service ra này. Là thấy bọn em thấy đấy cấu trúc dự án của bọn thế giới nó viết thì cũng có khác với cấu trúc của anh biết đâu. Thì nên anh bảo là viết cái cấu trúc nó cũng giống nhau luôn. Nó cũng có interface này, cũng có service IMPL này và nó cũng có tầng repository này. Đấy thì thường là cấu trúc chung này, cấu trúc chung của cả thế giới luôn viết luôn chứ không phải là viết anh viết thích viết nào anh viết đâu. Đấy nó cũng có tầng repo, tầng service riêng và nó cũng có tầng controller riêng này. Tầng controller nó sẽ viết ở đây này. Đấy thì code của nó cũng sẽ tự gen ra tầng controller này. Đấy cũng có red controller, red recap mapping này. Đấy dự án này là của bọn thế giới làm luôn đấy, không phải là ấy đâu. Dạ. Nên dự án của anh viết là cũng phải tuân thủ theo mẫu của cả thế giới nó làm chứ không phải là anh cứ thích viết là anh viết đâu. Nó tuân thủ theo một quy tắc chung thì đọc code nhau nó dễ hiểu nhau thôi mà. Ví dụ như là em cũng viết theo cái mẫu đấy thì anh đọc code anh hiểu ra ngay đúng không? Dạ. Đấy. Trong cái sổ này có là có Angular luôn đúng không? Có Angular luôn em. Thì cái trong trong cái này thì Angular nó sẽ làm phía dưới này.
nó nằm trong web app này. Đấy, ví dụ như anh gõ ra nhá thì toàn bộ code Angular nó cũng sẽ gen ra luôn. Thêm sửa xóa, CRUD nó có hết, phân trang nữa. Đấy thì code nó cũng sẽ gen ra luôn này, module này. Vâng vâng. Đấy thì nó gen hết ra code luôn mà. Với cả nó tạo dự án xong là nó có cơ chế đăng nhập đăng xuất này, admin quản lý user đầy đủ hết rồi. Có cả bảo mật nó biết là đầy đủ hết rồi. Nên là nhiều công ty nó dùng cái này để nó làm web. Có nhiều công ty dùng luôn đấy, ở Hà Nội nhiều lắm, anh không biết là trong Sài Gòn thì như nào nhưng mà Hà Nội nhiều. Sài Gòn có thấy là React không à? Không, Hà Nội, Sài Gòn đang Angular nhiều mà, nhưng mà anh đang nói công nghệ Jitter này thôi. Còn à gì hả? Không phải Sài Gòn React nhiều đâu. Em không biết, em cũng không biết công nghệ gì đâu. Sài Gòn Angular nhiều em, Sài Gòn không phải là React nhiều đâu. React với Angular anh nghĩ là ngang nhau thôi. Không, không thằng nào hơn thằng nào. Cái có cái gì đang nổi anh là MRN á, cái gì MongoDB rồi E xong rồi R là React, còn N là Node.js. Ừ, thì Angular nó cũng có thể code với Node.js được mà. Dạ. Thì Node.js thằng coi nó là viết backend thôi, thì backend nó ghép với thằng nào thì được, frontend bây giờ nó ghép với thằng backend nào thì được. Thì mình giỏi cái gì thì mình sẽ có đất dụng võ cái đấy thôi, không quan trọng là mình cứ giỏi sâu một cái thì kiểu gì có đất dụng võ thôi. Dạ. Bây giờ công nghệ nó vẫn đang thiếu nhiều mà cứ có giỏi cái gì đây là nó hốt ngay, rất là nhàm chán. Em biết cả hai em sẽ cảm thấy cái tư duy nó gợi mở hơn, mà cả hai nó gợi mở hơn nhiều, mình sẽ thích tìm hiểu hơn. Thì lúc mình ghép cả được cả hai mình thấy thích hơn là mình cứ làm mỗi một cái thấy nó xù xì á, đúng không? Làm một cái mỗi backend không cảm thấy nó cứ xù xì kiểu gì ấy, đúng không? Mà làm được cả giao diện nữa thì nó sẽ thấy mình nó cảm thấy nó gợi mở hơn rất là nhiều thứ. Thì theo hướng full stack nó vẫn là hơn là chỉ làm một phía. Mình nên biết cả hai nó hay hơn. Mình sẽ thích ông là full stack hơn. Nhưng mà chắc đi phỏng vấn là không dám nói full stack đâu. Sợ nó hỏi nhiều. Không, nếu mà phỏng vấn fresher lúc mới vào ấy không thì nó không hỏi nhiều đâu, tại vì nó biết mình là ở mức fresher thì nó chỉ phỏng vấn ở mức fresher thôi, chứ nó sẽ không phỏng vấn theo kiểu là Julio được. Dạ. Thì bọn em mới ra thì nó sẽ phỏng vấn ở mức fresher, nó phải phỏng vấn khác với mức Julio chứ. Thì ví dụ được. Em biết cả hai thì hiển nhiên là nó sẽ thích hơn hẳn, nhưng ông chỉ biết một thứ làm sao mà có chuyện là bảo em biết cả Spring Boot, biết cả Angular, hiển nhiên nó sẽ phải đề cao hơn, nhưng ông chỉ biết một thứ rồi. Chắc chắn là nó sẽ để ý đến cái hồ sơ mà em biết cả hai rồi. Em chỉ lột CV cao em hơn rồi. Ồ anh ơi, cái bộ như nếu mà mình học Swinburne này, mình học Angular thì mình không cần học phải học Node.js đúng không anh? Tại vì mình đã biết bắt end cho thằng Angular luôn rồi. Đúng rồi, cần gì về Node.js nữa. Thì chỉ cần thì bây giờ em search là tuyển Swinburne với Angular nó ra đúng công ty đang tuyển luôn, đang cần. Em hiểu rồi. Cần gì phải biết Node.js nữa. Nó là backend thằng Node.js, thằng bản chất chẳng qua nó chỉ là viết backend cho thằng Angular thôi mà. Vâng. Thì thằng Spring Boot nó cũng viết backend cho Angular được, khác gì nhau đâu. Và học Java thì mình còn có thể làm được nhiều thứ khác nữa, Node.js thì không thể làm rộng bằng Java được. Mình viết cho mobile cũng được đúng không anh? Đúng rồi, thằng Java nó còn làm cho mobile, ví dụ hoặc là em làm game, sau em lại viết API game được. Vẫn được mà. Dạ. Đấy. Nó là lĩnh vực nó áp dụng rộng hơn nhiều. Java nó áp dụng vẫn rộng hơn là so với ngôn ngữ khác. Java ví dụ sau em join làm game vẫn được, không nhất thiết em phải làm web, làm web. Sao có thể anh nhanh thích thích lập trình Android thì nó cũng dựa trên Java ấy. Ừ, Android thì nó cũng dựa trên lên Java rồi mà. Ừ. Java này có cái Java Kotlin ấy, ở trên này nó làm app được mà. Nói chung là Java nó dựa vào cái chỗ nào nó cũng làm được. Quan trọng là em công ty nào nhận em thôi. Còn em nhảy vào đâu thì được. Cái Java thì chi phí bản quyền của nó đắt đúng không anh? Bản quyền gì đâu, chẳng có bản quyền. Chỉ có làm liên quan phần mềm IDE thì mất tiền, có phải mất tiền gì nữa đâu. Không phải mua cái gì của Java đâu. Java nó bao nhiêu năm nay thì cũng phải mua gì. Ồ anh, tại sao mà mình Facebook mình không phải dưới React rồi anh? Sinh bút React được mà em. Dạ. Thì anh vừa tạo dự án Jupyter em nhìn thấy thì có cả React, có cả Vue.js đây theo. Dạ. Thì nếu em không
mình học cái giao diện thì mình em thấy là em nghe người ta nói là nếu mà mình học giao diện thì mình học React nó dễ hơn Angular đúng không anh? Không, hai thằng nó như nhau thôi, chả khác nhau. Nếu mà em biết cái này em nhảy sang cái khác nhanh không mà. Có người ta dạ. Làm cả Angular cả React được mà. Dạ. Học một cái mình biết cái khác ngay mà, biết cái cơ chế ghép API là mình sẽ hiểu là cái ngôn ngữ khác nó ghép API kiểu vậy thôi. Anh ơi, khoảng độ trong vòng khoảng độ một tuần em có làm được một cái sản phẩm nhỏ nhỏ về về Java này không anh? Em đang cần sản phẩm gấp đúng không? Hay nha. Vâng, một cái sản phẩm bình thường với một sản phẩm gọi là có thì anh ạ. Rồi, để nộp ạ. Vâng ạ. Thì bây giờ anh hướng dẫn em deploy Angular luôn này, xong đó ngày mai anh hướng dẫn em deploy Java, thế là có một sản phẩm luôn. Vậy thôi, có gì anh cho đi, em với ảnh làm chung cho. Nhỏ hơn được, hai người vâng. Làm chung. Vâng, đúng rồi anh ạ. Nó không cần quá phức tạp đâu, nó ok, nó đơn giản thôi được anh ạ. Dạ. Còn một tuần cơ mà, thoải mái đi. Ui, một tuần anh hướng dẫn thoải mái cho em làm một cái ứng dụng nhỏ. Vâng, thế tốt quá, đã vâng. Ngày mai là mình deploy xong Java là khớp với nhau là có ứng dụng rồi. Và thậm chí em mỗi Angular không em đưa lên người ta cũng đã nghĩ là em đã có ứng dụng rồi. Đấy nhá, bây giờ anh gửi cho bọn em một cái link Angular để em deploy luôn này. Để coi như có ứng dụng, với ứng dụng nghe nhạc luôn này. Dạ. Đấy nhá, em gửi cái link này nhá. Điều này nó hơi lâu. Anh thắc lại nó tải thư viện là nó lắc lắm á. Nó còn tải thư viện ở trong cái IntelliJ của anh á. Đúng rồi, nó tải thư viện rất đồ lâu. Yeah. Bây giờ anh gửi cho em. Thành cứ học test của mình đi, con test được chưa? Vội gì, một tuần thoải mái. Anh tưởng ngay ngày mai cũng sợ nhỉ. Vâng. Tuần thì thoải mái cho em một cái ứng dụng. Tại vì là em cũng mới học đăng ký học được hai môn đầu anh. Môn đầu là môn nhập môn, môn sau là môn cấu trúc cơ sở dữ liệu và thuật toán anh. Vâng. Cái đấy có dạy lập trình gì không? Môn lập trình gì sâu không? Không anh ạ, nó cho tự do chọn bất cứ ngôn ngữ nào anh ạ. Không, nghĩa là sau này cái lộ trình của nó ấy, có dạy một cái môn ngữ lập trình nào không, sâu không? Lộ trình là ở đấy học mấy năm? Đấy, em học văn bằng 2 năm anh ạ. Mấy năm? 2 năm đấy anh ạ. 2 năm. Thế thì học xong ở văn bằng 2 cũng không phải học nhiều đúng không? Vâng. Mà nó học thì là nó học nhanh lắm anh ạ. Gần như là chỉ học thứ bảy chủ nhật hai buổi là đã xong một môn thì anh ạ. Học full hai ngày thứ bảy chủ nhật thì anh ạ. À, có nghĩa thì chỉ học ngày thứ bảy và chủ nhật thôi chứ. Thế là mình học cả hai ngày thứ bảy chủ nhật, học từ sáng đến chiều luôn anh ạ. Từ 7 giờ sáng cho đến 5 rưỡi chiều. Ừ, thế sau này em đi làm vẫn được đúng không? Vừa làm vừa học vẫn được đúng không? Vâng, đúng rồi, sau này thì mình có thể đi làm thứ hai đến thứ sáu. Vừa đi làm vừa đi học cũng ok. Vâng. Tưởng nếu mà chờ học 2 năm mới đi làm thì hơi lâu. Bởi vì không, thì em cần học vài tháng lập trình xong em xin việc rồi, không cần phải học quá lâu đâu. Vâng. Đi vào công ty rồi mình học tiếp. Vâng. Đây bọn em tải theo cái bản Angular Material gốc này. Cái này nó lâu quá, đơ hết cả máy. Anh dừng lại nó đi, dừng lại cái nó đi. Nó lâu lắm á. Đại khái nó là như thế. Đại khái thằng. Dạ vâng, dạ vâng. Em có thời gian thì em build ra thì em sẽ hiểu nó thôi. Dạ. Đại khái là nó cũng có những cái để học. Sau này ví dụ bọn em không học Angular nữa, bọn em hoàn toàn phải dựa ở đấy học VS hay học Vue.js kết hợp với Swift. Quá. Nó nhìn nó cũng... thì bản chất nó là API, nhưng mà thằng nào tạo ra API được thì nó sẽ ghép được một nền tảng khác thôi. Bây giờ nó lại đều công nghệ API hết mà. Ngoài thằng Facebook thì ra còn thằng nào nữa không anh? Còn nào giống nó đâu?
Nói chung là anh thấy thằng Freeboot này vẫn đang là ưa chuộng nhất rồi, mạnh nhất. Còn có Node.js cũng được tí, còn API thì anh thấy thằng Freeboot đang là mạnh nhất. Bởi vì em thấy trên mạng nó tuyển Java toàn Freeboot thôi mà, bây giờ toàn tuyển Freeboot thôi. Framework nào đấy. Thế em đọc thì em thấy nó có hai cái loại, một là Spring hay là Spring Boot, hai cái đấy khác nhau anh. Có một Spring MVC đấy em. Thì thường thằng Spring MVC với cả thằng nó cũng là một là tất hai thằng đấy đều là thuộc về cái hệ sinh thái Spring. Nhưng mà thằng Spring MVC thì sẽ phải config nhiều hơn, config bằng tay nhiều hơn. Còn Spring Boot này là nó như kiểu là chạy sẵn hết rồi, mình chỉ việc code rồi, tập trung vào code rồi. Tất cả query nó biết hết rồi. Đấy, chỉ có tập trung vào code thôi, biết biết lấy cái nào ra để dùng thôi đấy, kiểu ấy thôi. Còn học sinh đấy em giết gần chết luôn. Đấy, kiểu như subnet mà phải viết query, cứ phải đi tìm tài liệu viết query mệt. Nhưng mà thằng Vingroup này mình chỉ cần biết cái câu đấy là tương đương với câu query này rồi đấy, biết cái câu đoạn đấy là tương đương query này rồi thì gọi cái hàm ra dùng thôi. Với cả cái code của nó cũng tường minh hơn, đối nhỉ, sai lầm cứ mở cái dự án kia tắt bớt. Bọn em cứ tìm cho anh cái bản gốc, bọn em xem màn hình như anh hướng dẫn còn nhanh hơn đấy. Được, dạ vâng, em xem là làm chưa, xem màn hình anh hướng dẫn nhanh em xem nha. hơn. Cái này của anh nó vừa quay vừa ấy nên nó lặng. Dạ, anh thấy màn hình em chưa? Rồi rồi rồi. Giờ đây em vào một cái giúp anh này này. Em tìm cái bản Angular 11.0 ấy, gốc ấy. Anh đúng không anh? Anh còn chưa quay được ra màn hình của anh. Đúng không? Đúng Anh còn đang bị đơ, không nhìn được màn hình. Dạ vâng. Anh thấy chưa? À, đúng rồi, nó này. Đấy, em cứ tải về nhé. Để tắt bớt nhiều thứ. Qua tải qua ký tí là Phong ơi. Ờ đúng rồi, em Đúng tải rồi, qua em biết ký thôi. mà em tải qua đỡ phải giải nén không. Tải tải về xong giải lén ra nhá, xong rồi vào. Biết của anh làm sao. Đấy, xong rồi. Đó anh tải gì nó đẩy thẳng lên luôn, khỏi mất con phải giải nén lại nữa. Không sao. Ông ơi, Phong anh nhìn 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 cái anh tải về Phong ơi. Đây. Tải về xong nó có một cái lệnh run là vm, nhưng mà em phải run cái lệnh đấy nhé. Giải nén ra xong rồi lấy web tom trỏ vào nhé, Custom, dạ rõ, ok. lấy web tom mở ra nó đang Angular. Anh thấy màn hình em chưa? Anh thấy rồi, Dạ vâng. lấy với tôi mở ra được đấy, mở ra đợi tí nó có một cái lệnh run npm ở dưới. Đấy, nó run npm thôi, em run run cái lệnh npm thôi để nó boot thư Dạ viện. vâng. Thành cũng làm thế nè.
Rồi em giải lén nó ra xong rồi em dùng quét tôi em mở ra. Mở ra xong thì nó sẽ có một cái lệnh run là pm install giống như kiểu của con ấy. Xong rồi sao nhỉ Phương? Còn vui không? Dạ, xong xong sau rồi anh ơi. Em ấn vào cái số 2 màu xanh, em zip bồ tên lên để nó bỏ cái lỗi check chính tả. Em kéo hẳn cái đấy xuống dưới, đỡ vướng. Đấy. Đấy. Em ấn vào cái số 2 màu xanh chỗ event lock ở bên góc góc dưới màn hình. Chỗ event lock ở bên góc góc phải dưới màn hình, dưới cùng màn hình bên 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 này. Đấy, số 2 màu xanh ấy. Số 2 màu xanh. À đây đây đây. Đấy. Đấy em ấn zip bộ tên link ở trên. Đấy để nó bỏ qua lỗi check cú pháp chính tả. Rồi bây giờ em chạy cho anh cái lệnh lgscu xem nó chạy được. Một terminal. Có lgscu đúng không anh? Trừ ô. Đúng không anh? Rồi, mày nghe định lệnh để chạy dự án này. Của em lại bị sai terminal sao ấy? Không có chạy được mà. Anh để tí nó đang lót à, tưởng đang bị lỗi terminal. Đâu, em dùng hình thức luôn, em bị bỏ cái hàng terminal kia luôn rồi à. À, không biết sao nữa. Đó. Thì đây là một cái dự án gốc theo mẫu của Material. Nó có lag 3, có home và có một cái player nhạc. Là nó chia sẵn cho mình, cho đây mình chỉ cần mình viết thôi đúng không anh? Ừ, mình chỉ cần nó có nó như một cái mô hình viết sẵn rồi, mình chỉ mình viết thêm những chức năng vào thôi. Dạ vâng. Giờ mình muốn chỉnh thế nào thì mình cũng chỉnh lại được mà. Chỉnh đâu là việc mình, khi mình hiểu rồi chỉnh nó dễ. Rồi. Và đây nó có hai cái Copeland Nat 3 với cả Copeland Home thôi. Home là footer. Footer là thẻ footer và Nat 3 là thẻ Nat 3 mà. Ở như là có còn cái thằng body mình viết đâu anh? Sao? Thằng này là thằng dưới web mà, thằng này là. Ừ, dần anh sẽ hướng dẫn để tạo một cái dự án. Dạ. Bây giờ chạy để xem nó bui ra dự án nào, nhìn nó hiểu ngay mà, nhìn cái dạ. Hiểu. Anh em xem nghe màn hình nhé. Bây giờ em nhìn dạ. À, em chạy xong em cứ comment cái HTML nào nói sao em sẽ biết đoạn code đây là đoạn nào mà. Dạ. Ừ, biết ngay nó là dùng ở đoạn nào. Được rồi anh ơi, chưa. Thanh nghĩ sao, Thanh nghĩ sao? Đấy, nó chạy ra dự án rồi đấy. Đấy. Thì cái Copeland Nat 3 thì nó là cái thanh Nat 3 ở trên cùng thôi. Copeland Home dạ. Thì nó là cái toàn bộ cái Home ở giữa này. Dạ. Đấy, thì mình viết nội dung thì mình viết cả thẻ Home này. À. Đấy. Đấy có nhạc ví dụ sau này bọn em upload thì sẽ dùng một cái cloud khác để đẩy nhạc vào đây. Anh ví dụ như anh gửi cho em một cái link nhá. Link cloud nhá. Cái link cloud Firebase nhá. Cái này giống cái trang mà anh gửi nhỉ? Đấy, nó là một cái bản phiên bản gốc của Material đấy. Em thấy giao diện giống hệt cái Material luôn đúng không? Giao diện nó giống hệt luôn. Vâng, em thấy nó giống. Đấy là một phiên bản gốc của Material để cho mình phát triển web. Vâng. Đấy, ví dụ em comment nát 3 lại thì nó sẽ mất nát 3 thôi, comment thằng home nó sẽ mất home thôi. Mỗi một comment lần nó sẽ là một cái chức năng khác nhau. Sau này mình sẽ phải làm sao mình viết được ra mình có lệnh tạo comment lần. Mỗi một comment lần sẽ là một chức năng. Dạ, đơn giản mà. Không khó đâu. Học mấy buổi là quen ngay.
nắp ba nữa này. Rồi. Anh nắp ba thì em comment nắp ba lại là nó mới nắp ba thôi. Ừ. Ủa, thanh chạy được chưa? Em chưa anh. Lỗi gì? Em đã có SEO rồi nhưng mà nó không được anh. Tại tí nó đang view. Dạ anh xem màn hình đi, anh xem màn hình đi. Thôi hả? Ok anh ơi. Em đang em lấy không vào đây rồi. Nó có chạy cái gì không hay là nó cứ dừng đây? Anh đang lấy cái link cho không không anh, em nhìn cho anh có câu lại nhìn rồi không anh. Dạ đúng rồi anh NGSQO anh, nó lại là the server không bắt not be found sao nhỉ, bất project definition thế nào. Quay lại màn hình anh sao? Quay lại màn hình anh xem nào. Đây. NGS. Ôi em mở bị nhầm thư mục rồi. Nhìn cái thư mục là biết rồi. Quay lại cái folder giải lén đi. Chỏ nhầm thư mục rồi. Đâu em giải lén đây ở đâu? Không phải thư mục này à anh. Cái folder em giải lén đây đâu? Cái folder Angular đâu? Đấy đúng không? Em giải lén lại cho anh, em giải lén lại cho em copy ra một cái chỗ khác em giải lén lại cho. Vâng. Em phải hiểu thế nào các thư mục gốc của nó ấy. Nó bị đè lên một cái folder khác, folder trong folder nó không hiểu. Rồi nó đâu rồi? Nó trên cùng kia. Đấy mở nó nhấn nút ra. Đấy em phải lấy link từ đây. Vâng. Thảo nào. Đấy thư mục gốc nó phải nằm ở đây. Paste vào. Đi thành nhá. Paste vào. Đã paste vào đâu? Đấy. Click vào. Chạy lại lệnh à, run dmm đó, run đó. Không đã anh. Run dmm đó. Run lên một run một xanh kìa. Không phải cái bảng đó. Cái bảng có lên run vậy? Sẵn kìa. Lúc nào nó hiện ra một cái run để run thư viện. Anh thấy dưới không? Ở dưới mà nó chữ có install dependent á. Có chữ run dmm rồi kìa. Đấy, ấn vào đấy. Rồi em thấy rồi. Rồi Phong anh share lại màn hình đi, anh hướng dẫn cách deploy. Cảm ơn. Đây để em phát ra. Đây em thấy màn hình chưa? Rồi, bây giờ nhá, em deploy thì em sẽ phải chạy cho anh cái lệnh lg bui gạch prod trước. Quay lại. Cái không ạ? Quay lại terminal đi. Em Ctrl C lại đi, Ctrl C dừng lại. Ctrl C để cho nó dừng chạy lại đi. Ctrl C ấn Ctrl C như kiểu copy ấy. À. Rồi, em okay. Chạy cho anh lg. Cách ra bui. Lg thấp nhá, không phải lg cao đâu. À. Đúng không ạ? Bui rồi hai gạch ngang rồi prod prod o một chữ o không ạ. Một chữ o xong đến chữ d luôn. Ok em chạy lại đi.
Đấy. Xong rồi ở đây sẽ là mình đây. Rồi sau khi mà chạy xong thì em sẽ em kéo 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 lên phía trên ở bên thanh phải ấy. Em sẽ nhìn thấy một cái chữ đít màu da cam ở bên góc góc bên thanh bên này ấy. Góc bên phía bên kia có cái thanh trượt ở bên kia, em kéo cái thanh trượt ở bên kia đi, kéo cái thanh thanh cuộn ấy. Kéo thanh cuộn lên phía trên đây, thanh 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 cuộn bên ngoài đấy đấy đấy, kéo lên trên đấy, em nhìn thấy nó mọc ra một cái đít đâu đấy, đấy thì nó ở dưới nó sẽ là LGX audio gạch player gạch demo đúng không, nó sẽ là tên đít sau đấy chuột, nó xuất hiện một cái này là sau đó em sẽ phải điền cái này lên netline, bây giờ em sẽ phải đẩy cái này lên git đã, đẩy cái dự án này lên git. Vậy là em sẽ đẩy dễ lên Git đúng không anh? Đẩy dự án này lên Git trước đã. Vâng, gì đấy em tạo đã. Em tạo repo em đẩy lên Git. Sau đó em sẽ collect netline với Git giống như kiểu HTML hôm trước thôi. Đúng. Thì nó khác nhau là phải chạy cái là GBoot và ROT trước. Xong rồi điền thêm cái đoạn sượt nữa vào là xong. Dễ mà. Anh ơi, sao em lưu cái này chạy mà nó lâu thế anh nhỉ? Như cho chạy xong đi. Máy em nó chậm hơn máy của Phong. Thế đợt dịch chắc là em mang ra quán xong rồi cho nó máy cho nó cài nâng lên 8 GB được anh nhỉ? Ngồi nâng một thanh RAM nó lên. SSD nữa. Vâng rồi. SSD nữa thì ngon được. Nam web phải RAM cao à? Nếu mà lưng điều kiện lưng lên 12GB luôn thì tốt. Vì bởi vì anh nghĩ là lưng lên 8 với lưng lên 12 thì nó chênh nhau không đáng kể đâu. Lưng một lần lưng luôn. Sợ nó không lưng được, nếu lưng được em lưng ngay rồi. Lắp luôn một thanh 8 vào, anh nghĩ là lắp được. Lắp thanh 8 luôn. Lắp thêm một thanh 8 với thanh cũ của em cộng vào. Ơ, sức kỉnh đấy nhỉ? Sao em? Nó kêu là remote đã tồn tại gì này? Remote đã tồn tại. Nó kêu là nó đã tồn tại thì em ghi đúng rồi. This effort remote. Nói rồi nè. Tồn tại đâu thì cứ đẩy thôi. Kệ. Hoặc là em nếu mà em cẩn trọng quá thì em quay lại cái thư mục em xóa git ẩn đi là hết lệnh git thôi mà. À, đúng rồi, cái này là cái lệnh git của anh, đúng không? Đâu phải cái lệnh git của em đâu. Đó, vừa em download thì em đâu có clan đâu. Thế là để em xem lại thử. Em cứ vào em xóa hết file ẩn git ở trong đấy đi là nó hết. Đấy đúng không anh? Ừ, em xóa file ẩn đi là em git lại từ đầu được. Đấy. Và em git lại từ đầu chả liên quan gì luôn. Em coi tất cả lệnh git mất hết. Đấy là em ghi lại từ đầu, chả ảnh hưởng với nhau.
Đó, này mới đúng nè, cái này đúng là lượng Bitcoin nè. Bây giờ hai gì nữa đây? Git remote nữa. Git remote đã. Em quên, Git. Rồi ra cút đi. Rồi nè. Rồi xong rồi. Bây giờ mình lên deadline đi. Vào trang deadline. Em quên rồi. Let me free. À, let là anh nhớ là dép. Let không phải dép. Let là let, let, let là thấp. Xong rồi là cao. Nó không nhắc lệnh, nó không nhắc cái trang trước cũ rồi. Anh biết em ấn Google cái nào luôn. Không có hả? Không phải. Let me free đây gửi. À rồi, anh nói em biết là let me free đúng không? Ờ, let me free. Luffy. Đấy, Luffy.com. Đấy, thằng này đấy. Đấy, bây giờ em sẽ tạo một cái lưu sai của Romdip. À, đây này, nó này. Ừ, lưu sai của GitHub. GitHub. Đấy, không thì collect đến cái repo của em tạo luôn. Đấy, từ từ cái đoạn git này nhá, em phải điền đúng là cái lgx audio gạch player gạch demo. Đấy, đoạn đít đấy, đấy em nhìn thấy chữ đít không, cái chữ đít của nó không, cái có chữ đít kìa, đít kìa, đấy đít kìa, sau sau cái lg vui pro đấy, dưới cái lg vui pro có chữ đít đấy, thì em phải sượt đúng cái tên dự án của lấy nó sổ ở dưới đấy, đúng không? Đúng không? Đấy thì phải là lg gạch audio gạch player gạch demo đấy. Đấy đúng không, sửa đúng cái tên đấy, ví dụ nó tên nó là khác thì em sẽ phải sửa đúng cái tên đấy. Bây giờ nó sẽ em ấn vào cái building nó đang có cái lốc đấy, ấn vào building ấy. Cái building nó đang có chữ cam ấy. Đấy, đấy em ấn vào đấy. Đấy, bây giờ em ấn vào đấy. Sao mà đúng không anh? Chưa, nó đang chạy lốc, nếu mà có lỗi gì ở đây nó sẽ báo ở đây. Dạ vâng. Khi nào nó hiện ra đến dòng cuối là sai inline thì mới là xong. Mình bút cái shiplet được không ta? Không, subnet của em sao bút lên được, cái này nó chỉ nhận front end thôi. Subnet của mình có liên quan đến server Java rồi. Cái này nó chỉ bút, nó chỉ deploy được front end thôi. Còn thằng Java thì em phải tìm hiểu deploy lên Heroku. Thằng subnet thì có deploy lên Heroku được không? Anh đọc có bài. À, em hiểu rồi, xong rồi cái này là mình gửi cái link này cho ai cũng dùng được đúng không anh? Đúng rồi, giống như cái bài HTML hôm trước của anh ấy. Rồi, cái này hôm đầu tiên em làm rồi. Hôm đầu tiên anh dạy rồi. Không, nhưng mà cái này nó là Angular, nó không phải là cái HTML ấy đâu. Angular nó phải qua lệnh là Google Cross nữa và phải chỉnh một số cái đường link nữa. Đấy đúng không? Đây là xong rồi đúng không anh? Chưa. Đúng là sai này được. Đấy nó vẫn đang chạy. Đấy bây giờ nó mới run runtime này. Sau khi nó chạy LGBT Cross như kiểu nó mình chạy ở dưới đúng không? Nó nhận cái này là câu lệnh nó local này. Đúng rồi, câu lệnh này, câu lệnh trên server. Tức là cái code của mình đẩy lên nó cũng chạy tương tự như mình chạy dưới local ấy. Vâng. Đấy. Thì nó sẽ nhận, nó cũng chạy như tương tự như mình ở dưới, nó cũng run run như vậy. Khi nó run xong là nó sẽ deploy xong. Không phải giống nhau đâu Thành ạ, nó khác nhau một tí đấy. Ờ. Phải chạy lệnh là vui vào trước này, sau đó đẩy lên git này, đẩy lên git xong ghép lên git. Vâng, em hiểu rồi. Là đầu tiên mình phải chạy cái câu lệnh này ở dưới cái local trước. Đúng rồi, chạy dưới local trước. Sau đó mình mới đẩy lên git thì mới có cái thư đã. Mục. Thì nó dẫn ra một cái thư mục. Thì đã, mình ra cái thư mục mày đúng không anh? Đúng rồi, thì mình khớp cái thư mục này với cả thư mục ở trên server. Đấy, xong vâng. Thì thằng server nó mới phát hiện ra nó chạy lại cái lệnh là lgbut prod. Vâng. Đấy, sau này mình ghép API, bắt API với cả thằng backend thì ghép vào là thành web thôi, có gì đâu. Là ngày mai mình sẽ làm đúng không anh? Ừ, làm luôn. Làm luôn một cái form login mới là phát triển dần lên thành web thôi. Vâng. Thích làm web thì làm web đấy. Thanh chạy đến đâu rồi? Đấy, của Phong nó xong rồi đấy. Sai line rồi đấy, em nhìn thấy sai line chưa? Sai line có nghĩa là đã xong.
thì em ấn vào preview là nó ra một cái trang web luôn, nhưng mà cái đường link nó hơi là ngoằng, mình phải sửa lại cái link thì rồi thì là nó mới sửa lại link cho đẹp. Vâng vâng. Thì vào. Em chạy xong rồi anh ạ. Ừ, chạy xong rồi thì em chạy cho anh từ từ lại. Có bị đồ đúng không anh? Không, từ từ tí em xem màn hình không thì tự em làm hay lỗi lắm. Đã xong rồi, xong rồi đúng không? Bây giờ mình bây giờ em vào chỗ SPKT của em sửa lại link cho nó đẹp là được. À, đây là cái link của mình đúng không anh? Ừ, đây là link mặc định, cái link mặc định của nó thì hơi xấu. Bây giờ mình phải sửa lại cái link này để mình lấy cái link nhà cho đẹp đẹp. Thì vào chỗ ừ, SP đúng. SPKT ấy. Quay lại chỗ SPKT của em. Đây đúng không ạ? Không, SPKT lên trên đi. Cái chữ SP sư phạm kỹ thuật của em ấy. Sư phạm kỹ thuật của em ấy. Tên tài khoản em. Vào đấy, vào đấy được, vào đấy được. Có trang cơ sai setting. Sai setting. Trang cơ sai lên rồi đấy. Đấy, bây giờ em đổi tên đi, tên là gì thì được truy cập nó sẽ là vậy thôi. Còn nó sẽ chấm thêm một cái file netlify.map ở sau đó. Đấy, bây giờ ví dụ em lấy điện thoại em truy cập thử xem. Dạ. Thôi em truy cập luôn trên máy tính này, em sẽ thấy. Rồi anh à? Ừ, đấy. Anh mở vào điện thoại xem. Vào thử điện thoại, bật nhạc lên nghe thử. Nha. Dễ rồi. Deep Learning Angular dễ hơn Java nhiều. Java nó Deep Learning nó phức tạp hơn tí. Deep Learning Angular là dễ nhất rồi. Đó là sau này mình viết API đó là mình phải deploy bằng Heroku ha. Đúng rồi, thằng Java thì nó không deploy được lên NetLine được. Thì phải deploy sang một chỗ khác. Xong rồi mình ghép lại thôi. Deploy nó cũng như kiểu là thằng local của mình nó chạy ấy, chạy shop ấy, thì lúc nào nó cũng tạo ra API đúng không? Vâng. Thì khi mình deploy lên thì thằng server lúc nào nó cũng tạo ra API thôi, thì mình bắt API ấy thôi. Thì phải là em test lúc mình chạy shop thì mình test postman lúc nào mình cũng bắt được dữ liệu đấy đúng không? Vâng. Thì đấy là dữ liệu local, còn nếu mà mình deploy lên server thì nó cũng tương tự như vậy, lúc nào mình cũng bắt được cái dữ liệu đấy. API cơ chế nó như vậy thôi. Vâng. Đơn giản dễ hiểu mà. Cái hàng Angular này nó bị bon luôn rồi. Ờ thì nó là một phiên bản chuẩn để phát triển mà lại. Phiên bản xịn Google nó phát triển nó phải xịn. Đây nha, ví dụ như bây giờ anh gửi cho em một cái đường link, em thay cái đường link upload file sau thì mình sẽ làm nhé. Bây giờ anh gửi cho em nhé. Vâng. Anh gửi qua Facebook này. Sau này mình còn phải upload file nữa, làm đoạn upload file để ghép lối được với cả thằng Firebase của thằng Google nữa thì mình mới lấy được những cái file upload lên. Vâng. Bởi vì nó nếu mình upload từ máy tính như kiểu sublet thì nó không hiểu được, làm sao nó hiểu được, thì phải có một cái cloud đấy để nó phân tích ra thì mới hiểu được. Là cloud. Phải dùng cái cloud đấy nó phân tích cái chuỗi ra thì mới hiểu được. Chứ mà dưới máy tính mình lên thì làm sao nó hiểu được đây là sao mình đọc được trên web được. Câu anh kêu là kiếm cái tên miền là miễn phí á. Ờ cái đấy nó add tên miền vào được em. Dạ. Cái đấy nếu mà em mua tên miền ấy là nó có thể add tên miền của em mua vào được. Chứ tên miền mình phải mua. Đây nha, ví dụ như em thay cái link Firebase này vào cho anh. Đây là một cái upload bài hát lên Firebase này. Bây giờ em thay cái link Firebase này vào cái chỗ em xem màn hình. Em vẫn đang xem không? Thôi. Của anh nó cũng được chạy đi đâu. Đấy ví dụ như em đưa cái bài hát đấy vào trong cái player ấy, là nó sẽ nhận.
em vào cái phần home ấy, vào vào cái thẻ home của cái thằng thằng Vietom ấy, trong cái thẻ home đấy nó có một cái link. Hiểu là cái nick của anh nó chạy đâu không, không nhìn được màn hình của em. À em mới tặng màn hình rồi. Không, anh còn không nhìn cái mic của anh đâu. Tắt bớt đi. Thank you.